好，我们开始上课呀。那我们的好呢，首先我们先来复习一下，复习一下呀。我们ôn tập lại một chút xem nào. Cúp người đi đâu? Mật khẩu ấy hả? Ok nào, cô sẽ hỏi một số bạn nhé. Ôn tập một chút xem nào. Nào Quỳnh Vi nào. Ôn lại một chút xem nhá. À chú nào, sai mà. Quỳnh Trai. À, sai đúng không? Rồi, quán ăn nào, quán ăn sẽ sớm không? Quán ăn đó. Ừ. Phan quản. À, phan quản, tùy. Thế nhà hàng thì là gì ạ? Nhà hàng. Phan đen. À, phan tiền đúng không? Rồi tiếp này, thực đơn nào? Thực đơn hoặc menu sẽ là cái gì? Tiền chai. Thực đơn cơ mà. Danh từ thực đơn menu cơ mà. Gì nhỉ? Chai. Chai tiền. Chai tan. Chai tiền. Chai tan. Chai tan. Chai tan. Rồi. Gì nhỉ? Thế gọi món thì mới là gì đây? Tiền chai. Tiền chai đúng không? Rồi đúng rồi. Nào, xin hỏi là chị gọi món gì thì sẽ hỏi như nào? Xin hỏi chị gọi món gì? Chỉnh quân nín tẻn chai sớm mơ. Nín tẻn sớm mơ chai chứ đúng không? Nín tẻn sớm mơ chai. Rồi, tiếp nào. Đây là thực đơn mời anh xem nào. Đây là thực đơn mời anh xem. Chưa sư chai tan đúng không? Chưa sư chai tan. Chưa sư chai tan. Chỉnh chính nghỉ khan. Chính nghỉ khan ý xa hoặc là chính nghỉ khan khan đúng không? Chính nghỉ khan khan. Rồi ok, tiếp nào. Nhân viên phục vụ thì là gì đấy? Vũ Nguyễn ạ. Ví dụ nói là em ơi cho chị thanh toán thì sẽ nói như nào, hay chị tính tiền? Vũ Nguyễn mãi chai. Mãi tan nhá, Vũ Nguyễn mãi tan. Mãi tan. Rồi ok, cái gì gì đấy nhất nào, sử dụng so sánh nhất của tính từ mình sẽ dùng từ gì, phó từ gì? Chơi ạ. Ví dụ nói là xinh nhất đúng không? Thì sẽ nói là gì? Chơi peo leng. Chưa, hay là tôi thích nhất. Tôi thích nhất là thịt gà thì sẽ nói như nào? Ủa sĩ hoan chơi chi lâu. Chơi phải đứng trước tính từ hoặc là các động từ biểu thị trạng thái tâm lý cảm xúc cơ mà. Như vậy phải là gì ạ? Ủa chơi sĩ hoan. Ủa chơi sĩ hoan, chẳng không? Chi lâu, đây vào đây. Chơi sĩ hoan chi lâu nhá. Đặc biệt nào? Đặc biệt chứ chẳng không? Thưa pía. Thưa pía, tuệ đúng rồi. Bạn trai của tôi tính cách rất là đặc biệt, chẳng hạn sao? Tính cách là gì ta? Chị được mà, nhớ không? Tính cách là gì cô nhỉ? Sinh cứa, đúng không? Sinh cứa. Sinh cứa. Nói là gì? Của đoạn án phần yêu. Sinh cứa. Thưa pía. Sinh cứa khẩn thưa pía, đúng không? Khẩn thưa pía. Thưa pía, đúng chưa? Rồi, tiếp theo này. Bạn là khác nhá, phía tự thống chế nào, tứ nào, Đức. Em đây ạ. Rồi tiếp nào, hay là gì ạ? Hôm nay vô cùng lạnh hay là đặc biệt lạnh thì mình có thể dùng như nào, có thể biểu đạt như thế nào? Xem xuân nào. Lạnh. Lạnh nhưng mà sẽ biểu thị như thế nào? Vô cùng lạnh, đặc biệt lạnh. Chinh thiên tư bí lỏng. Tôi đúng rồi, chinh thiên thưa bí lỏng đúng không? Hay là gì đấy ạ? Tôi vô cùng là thích ăn cá, chẳng có chưa? Tôi vô cùng thích ăn cá, đặc biệt thích ăn cá. Của tư bí chư quý. Sỉ khoan, thưa bí sỉ khoan. Tư bí sỉ khoan chư quý. Thưa bí sỉ khoan chư quý, đúng nhỉ? Rồi, ok. Quầy lễ tân là gì ạ? Quầy lễ tân. Lễ tân là chén thái đúng không? Đây chén thái, đây mời anh hoặc chị đến quầy lễ tân để thanh toán, chẳng phải chưa? Mời anh chị đến quầy lễ tân để thanh toán. Anh chị ở đây thì vẫn xưng hô là gì? Nín thôi đúng không? Nếu mà chúng ta muốn xưng hô một cách tự với khách hàng, chỉnh nín đi. Chỉnh nín tao chén. Mải tan. Đúng, đúng rồi, chỉ nhìn tao chén thái mải tan, đúng chưa nhá. Tiếp nào, cơm rang chẳng có chua, cơm rang nào. Chảo phan. Tôi thích ăn cơm rang hải sản. Tôi thích ăn cơm rang hải sản.
我喜欢海鲜炒饭，海鲜，不是海鲜，海鲜，对，我喜欢海鲜炒饭。tôi không thích ăn cơm rang thịt bò nào, không thích ăn cơm rang thịt bò. Tôi không thích ăn cơm rang thịt bò. Đừng đọc chỉ khoan nhé, không chỉ khoan. Ok. Tiếp này, em ơi đúng không? Hay là phục vụ cho chị một gì nhỉ? Một đĩa rau muống xào đi, được chưa? Cho chị một đĩa rau muống xào. Phục vụ viên là đi bán rau muống xào đi cho cô được. Cái gì? Chảo khung xin chai, có nhớ từ rau muống không? Rau muống thì là khung xin chai đúng không? Chảo thì là xào, mình có thể nói là ở chảo khung xin chai đúng không? Hay là gì ạ? Em ơi cho chị hai cái bát đi. Cho chị hai cái bát sẽ nói là gì? Phú Yến lái lẻng hai cái bát. Hai cái bát được gì? Bát thì là quản đúng không? Như vậy bây giờ dùng lượng cái... từ cưa đi. Em có thể dùng cưa, cái của lẻng cơ quản. Lẻng cơ quản. Lái lẻng cơ. Họ lái lẻng cơ quản hoặc kiểu của lẻng cơ quản dễ khởi đúng không? Rồi một đĩa gì đấy, đĩa thì nó sẽ có từ gì? Phán ạ. Rồi cho một đĩa sủi cảo nào, một đĩa sủi cảo sẽ nói là sao? Lái y phán chảo chữ. Chảo chữ ngon rồi. Ok, phía đạo thống chế nào? Achen kiên lẩu sư sẩm á, lẩu là gì ạ? Hồ cua. Hôm nay rất là lạnh đúng không, chúng mình đi ăn lẩu đi chẳng sao. Xin cho ăn hẳn lạnh là gì? Lẩu. Xin theo hấn lẩu. Lẩu. Xin dân hấn lẩu. Cô đọc lại. Chúng mình đi ăn lẩu đi. Chúng mình đi ăn lẩu đi. Của mình truy chưa hủa cua ba. Được chưa nhá. Tớ không thích ăn lẩu lắm. Hay là chúng mình ăn nướng đi thì sẽ nói như nào? Tớ không thích ăn lẩu lắm. Chúng mình đi ăn nướng đi. Của bú sĩ khoan chư hủa cua. Của mình của mình truy chưa nướng. Nướng là gì? Sao khảo. Sao khảo ba đúng không? Rồi, của mình truy chưa sao khảo ba, đúng chưa? Vị quay nào, vị quay là gì? Khảo gia. Khảo gia đúng không nhá. Tôi chưa từng được ăn vịt quay Bắc Kinh chẳng sure nào, kết cấu chưa từng được ăn cái gì đấy thì có thể nói như thế nào? Của đã từng ăn thì hôm trước mình học cái cấu trúc đó là động từ cộng với cua là thể hiện là chúng ta đã từng làm một cái việc gì đấy trong quá khứ đúng không? Ví dụ nói là ủa chư cua bảy trinh thảo nha. Thế cái dạng phủ định nhá, dạng phủ định của cái kết cấu mà đã từng làm gì thì người ta sẽ hay dùng mấy để phủ định. Người ta không dùng cu nhá, người ta hay dùng mấy để phủ định. Vậy em sẽ biểu đạt như nào? Tôi chưa từng ăn thì sẽ dùng là ủa mấy. Ủa mấy chư cua. Nếu là dùng từ chư cua, ủa mấy chư cua. Chư cua khảo Bảy Trinh Thảo Gia. Thảo Gia, rồi. Ủa mấy chư cua Bảy Trinh Thảo Gia, đúng không? Hay là gì? Tôi chưa từng đi Trung Quốc nào. Tôi chưa từng đi Trung Quốc. Ủa mấy truy cua Trung Quốc. Rồi, đúng rồi. Tôi chưa từng học cái này đi thì sẽ nói như nào? Tôi chưa từng học cái này. Hay là tôi chưa từng học cái này đi. Thế được. Ủa chưa từng học cái này. Ủa mấy suế cua cái này thì nói như cua nào chưa toàn đúng rồi nhá chưa cưa nói của mấy xế cua chưa cưa đúng không rồi ok làm cái gì đấy trước đúng không làm cái gì đấy trước thì chúng ta sẽ dùng từ gì nhớ từ gì không thể hiện thực hiện một cái hành động gì đấy trước dùng phó từ gì nhỉ sen có nhớ từ sen không sen sen đúng không nói nhá nó hay đi với cái cấu là cái gì gì đấy sen sau đó là dùng từ rắn hâu cũng được hoặc là dùng chai cũng được đúng không của mình sen chư phan rắn hâu truy khơi nải trá chẳng hạn như thế hiểu chưa nhá rồi phía là thống chế nào a sung nào tùng như vậy hoặc như thế thì sẽ nói từ gì dùng từ gì ạ như vậy suối ỉ không phải cú chữ suối ỉ suối ỉ vì vậy mà như vậy cơ mà như vậy như thế cơ. Chưa giang nhớ chưa giang chưa giang tôi đúng rồi chưa giang đúng không gì nhở tôi hoặc là cứ như vậy trước đi đã khi mà người ta hỏi gọi món đấy còn gọi món gì không đấy đúng không vậy sẽ trả lời là cứ như vậy trước đi đã chẳng phải chưa sen chưa giang pa sen chưa giang pa đúng không sen chưa giang pa ví dụ thế tấm của tấm của phấn yêu lái của bên trai tiện tấm của phấn yêu lái của bên trai tiện tức là sao sen chưa giang pa tấm của phấn yêu lái của bên trai tiện có hiểu không đợi bạn tôi đến đã. Ý là đợi bạn đến thì tôi sẽ ý là gọi thêm sau hiểu không nhỉ? Đấy thì nó có thể biểu đạt thêm câu đấy cũng được nhá. Rồi, tùy ý hay là tùy tiện đúng không? Thì có thể dùng từ gì ạ?
tùy đúng không? Tiền. À, xuấy tiền đúng không? À, tùy rồi xuấy tiền, được chưa nhỉ? À, hôm nay tớ mời, à, không phải hôm nay tớ trả tiền thì mọi người cứ ăn thoải mái, ăn một cách gọi là thủy thỏa thích đi, tùy ý thì sẽ nói như thế nào, được chưa? Hôm nay tớ mời đấy, tớ mời là gì? Xin hiên uống gì? Cái này là ờ, chi tiêu chỉnh gì ố chỉnh khưa đúng không, mời khách đấy, ý là hôm nay tớ mời khách, hoặc anh có thể dùng từ mải tam để khứa ý, cái từ mải tam là tính tiền đấy. Ờ, tôi mời tức là tôi sẽ là người tính tiền, tôi sẽ là người trả tiền đúng không. Ừ, nếu em không biết từ kia em có thể nói là mải tam. Rồi chi nên uống mải tam hoặc là chi nên ố chỉnh khưa nhá, ố chỉnh khưa. Ờ, nói lại xem nào. Chính thiên vua mải than. Ừ, các bạn ăn tự nhiên hay là cứ tự nhiên ăn đi đúng không, hay là cứ thoải mái ăn đi, tùy ý mà ăn đi, để chào em sao? Nghỉ mân chư xuế biên. Ờ, thường hay nói là xuế biên, nói đi đường trước. Nghỉ mân xuế biên chư ba, đúng không? Ờ, xuế biên chư ba. Ờ, đã nhá, rồi, ok. Đó. Tiếp theo nào, chào mừng hoặc hoan nghênh ai đấy, mình sử dụng động từ gì? Hoan nghênh. Ờ, hoan nghênh đúng không? Chào mừng quý khách nào, cái câu mà chào mừng quý khách ở các cái nhà hàng khách sạn người ta hay dùng sẽ dùng từ gì ạ? Hoan nghênh nghỉ lại. Ờ, cái đấy không, cái câu mà kiểu cố định cơ, ở dùng trong các nhà hàng khách sạn hoặc các quán ăn các thứ cơ. Chào mừng quý khách, hoan nghênh quý khách ạ. Hoan nghênh quang lín, có nhớ cái cụm này không? Đây là một cụm cố định nhá. À, đây là một cụm cố định nhá. Hoan nghênh quang lín nha. À, hoan nghênh quang lín. Mặc dù ở đây không có từ quý khách nhưng chúng ta có thể dịch như vậy. À, có thể dịch như thế. À, hoan nghênh quang lín hay là gì ạ? Chào mừng bạn đến nhà tớ chơi đúng không? Thế mày sẽ nói như nào rồi? Chào mừng bạn đến nhà tớ chơi. Hoan nghênh nghỉ lái của hoan nghênh nghỉ lái của tớ chào quán chưa. Ừ, rồi ok đấy nhá, vậy là hôm trước mình mới học được một số từ như vậy đúng không. À, ở trong cái phần từ mới của các bạn còn một số từ nữa này. À, thì cô sẽ giải thích qua thêm nhá, không đưa vào slide đúng không. Hôm nay có từ tả bao. Ừ, tả bao là gì? Tả bao là theo kiểu là gì ạ? Ví dụ như hôm nay ấm quá, ờ, mình đi chơi fan, à, chính hiểu mình đi chơi fan. Rồi sau làm sao ạ? À, có hẳn tua chai, của mình tẻ là hẳn tua chai đúng không? Chưa bu quán, à, chưa bu quán. Làm sao ạ? Giáng hôm sau của mình à, treo phú yến bằng mân tả bao nghĩa là gì? Có ai dịch được cô cái đoạn cô vừa nói không? À, gì người nhỉ? Ta đi ăn thì còn thừa rất nhiều đồ ăn nên là sẽ gọi nhân viên cho túi để mang về. Đấy, đúng rồi, rất tốt đúng không nhỉ? À, đấy nhá. Vậy thì cái hành động mà chúng ta bảo nhân viên là gói thức ăn, à, để chúng ta mang cái đồ thức ăn còn thừa để về thì tiếng Trung sẽ hay dùng đó là tả bao đúng không? Tả bao nhá. Đấy. Ví dụ các bạn muốn người ta gói thức ăn cho các bạn mang về, các bạn chỉ cần nói là phú yến tả bao, thế là được rồi đúng không? Là người ta sẽ hiểu nhá, là sẽ hiểu, hiểu chưa? Đấy. Thế còn đây còn một cái từ nữa là từ quay đúng không? Osho này nó có cái từ quay. Quay ở đây là để chỉ cái gì ạ? Vị, ở đây kia con dịch là ghi là vị đúng không? Nhưng ở đây là để chỉ người nhé, tức là khi mà chúng ta muốn xưng hô với đối phương một cách gọi là lịch sự một chút, lịch sự một chút, cái từ này thì có thể sắp xếp vào dạng người ta gọi là lượng từ cũng được, lượng từ cũng được nhá. Thì để gọi như kiểu dạng là xưng hô với đối phương một cách lịch sự đúng không, mình hay gọi là cái vị này, thay vì nói là cái người này thì chúng ta dùng là cái vị này thì làm sao vậy ạ, nó sẽ lịch sự hơn, lịch sự hơn rất nhiều đấy nhá. Thì đấy là cái từ từ quay đúng không. Rồi ok, vậy chung là chúng ta đã học xong hết cả phần ngữ pháp rồi thì mới rồi đúng không? Rồi bây giờ sẽ cùng đọc qua phần bài toán cùng một lần xem nhé. Khư huấn hiểu hiểu sân xứ, hiểu sân xứ mà. Có từ mới không? Rồi ok, xem thiên lão sư túi bên nhá, rồi hôm mình treo nhỉ mân tú này. Hoan nghênh quang lín, nhỉ mân chỉ quê, sư cơ rấn, trưa bên chỉnh. À, chứ lý mân hiểu ý cơ chứ chào trưa bên chứ sớm ý sử. Rồi chúng ta sẽ đi lần lượt nhé, có từ mới thì cô sẽ cho luôn từ mới này. Chưa pen, chưa là này đây đúng không? Thế pen là cái gì ạ? Pen này sau này chúng ta học sẽ là như kiểu dạng như là một cái từ gì đấy để hay nói về phương hướng và vị trí. À, chưa pen mình hay gì là phía bên này, à, phía bên này. Vậy chưa pen chỉnh, à, chưa pen chỉnh thì hiểu là như kiểu dạng là hay mời đi theo về phía bên này đúng không? Hay là đi theo lối này cũng được. À, các bạn có thể dịch là hãy đi theo lối này hay là đi về phía bên này cũng được. Đấy, thế dùng từ chưa pen, à, bên này nhé, đằng này, lối này. Chưa pen. Chưa pen nhá. Ok, học của trai túi pen nhá. À, trai túi pen này, cô đọc lại nữa này. Hoan nghênh quang lín, nǐ mèn qǐ wèi, sì gè rén, zhè biān qǐng. Nín yào chì shǐ me? Wǒ kàn yī xiā cài dān. Chỗ này không có từ mới đúng không? Kè nín. Nǐ mèn zhè you shí me hǎo chì de? Wǒ mèn zhè zuì hǎo chì de shì yā, tè biě shì běi jìng kǎo yā. 您尝尝吧。好的，我没吃过北京烤鸭，也想尝尝。 Lái y phân, à, đây chúng ta có cái từ phân. Phân ở đây cũng được kết cấu và dạng nó là lượng từ nhá, phân.
Cái từ này nó có thể sử dụng làm lượng từ cho rất nhiều từ. À, sau này chúng cô sẽ giải thích tiếp sau khi mà gặp đến các cái danh từ đấy thì sẽ nói sau. Ví dụ như có thể nói là cái từ phân này đi với từ cung chua cũng được này. Đấy, cái từ cung chua mà công việc của chúng ta ấy, người ta cũng có thể sử dụng lượng từ này. Y phân cung chua nhá. Đấy, y phân cung chua hay là chưa phân cung chua đều dịch là công việc này thôi. Thì trong trường hợp này phân nó sẽ không dịch, nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng lượng từ thì bắt buộc phải sử dụng lượng từ phân đi với từ cung chua, đúng không ạ? Đấy, y phân cung chua hay là chưa phân cung chua. Thế còn trong cái bài này thì cái từ phân này, ngữ cảnh này hiểu là cái gì ạ? Mình tưởng tượng giống như kiểu một suất ăn hay là một phần ăn gì đấy thì mình cũng có thể dùng cái từ phân này được, đúng không nhá? Một suất hoặc là một phần gì đó. Đấy. Vậy là lái y phân bể chim khảo ya, y phán tháng chu yu. À, tháng chu yu là gì? Yu thì là món gì rồi? Ý thì là cá đúng không? Thế tháng mà đứng tách ra thì tháng là cái gì? Tháng đây là nguyên sốt chua ngọt ạ. Ờ đúng rồi, tháng có nghĩa là đường đã đúng không ạ? À, đây là cô đang phân tích từ nhá. Tháng mà đứng một mình có nghĩa là đường hoặc là kẹo. Như vậy đường với kẹo thì chắc chắn là có vị ngọt rồi đúng không? Tiếp theo là cái gì đấy ạ? Chu, à chu hôm trước học trong cái từ chưa chu đấy, chưa chu là ăn giấm đấy, mà là ghen đấy, nghĩa chuyển của nó là ghen tuông đúng không? Ừ đấy. Vậy chu thì là giấm, giấm thì là chua đúng không? Đấy, như vậy là úy thì là cá. Đấy nhá. Vậy cái món mà tháng chu úy mình có thể hiểu là món cá sốt chua ngọt, được chưa? Đấy, đọc lại này. Lái y phân bể chim khảo ya, y phán tháng chu úy, y phán chảo phan, y quản chi tan thang. Nín hái yao bía tợ ma, xem chơi yang bả. Nín yao hơ sở mong, lái lẻng pính phí chiểu, hớ lẻng pính khoang chén sợi. À, cái từ này hôm trước chưa cho đúng không? Khoang chén sợi, từ này trong từ mới có này. Sợi thì là nước rồi, đúng không? Đó, thì chúng ta học ngày xưa rồi. Nhưng mà nếu mà nói cụ thể hơn là theo kiểu dạng nước khoáng nhé. Ở nước khoáng nhé, thì mình sẽ dùng từ này cô này. Để đọc là khoang chén sợi. Từ này trong phần từ mới các bạn có đấy. Khoang chén sợi. Dạ, lại nhá. Đây là nước khoáng hoặc là nước suối cũng được, các bạn có thể dính nước khoáng hoặc nước suối. Lái lẻng pính phí chiểu, hớ lẻng pính khoang chén sợi ba. Hào tợ, của chứ đâu là, đúng không? Rồi, đấy, thì đấy là lời của phú yuán. Tiếp theo này. Phú yuán mải tan, ý cung 85 万, chỉnh nín đào chén thái mải tan, xie xie. Phú yuán, kế vụ tả bao chơ xie chai. Hào tợ, nín sau tẩm. À, cái từ sau tẩm thì mình học trong cái bài hôm trước đi mua sắm rồi đúng không? Đợi một lát, đợi một chút, nó sẽ bằng nghĩa với từ đó là tẩm ý xa nhá. Sau tẩm. À, chúng ta có từ này, sau tẩm, bằng với từ tẩm ý xa. Hay tẩm ý khuây cũng được. Đấy, đều có nghĩa là đợi một lát, đợi một chút. Sau tẩm. Ok, nào mà xem trai chính lẻm cơ thú chế bằng của túi đen nhá. Tôi sẽ mời hai bạn đọc cho cô một lần xem nào. Ờ, thế nào? Quỳnh Hương nhá, hai Hương đi. À, lẻm cơ ASEAN nhá. Hai Hương nào. Người A, người B đi. Quan đến, quan đến. Lý Mân chỉ quay. À. Sư cơ rấn. À, sư cơ rấn. Sư bên chỉnh. Lý eo chư sập. Nếu khách hàng mình hay xưng hô là nín là nó chịu đúng không? À, nín nhau chưa sớm không? Đúng không? Tiếp. Nín nhau chưa sớm. Của giao ý ý xa của. À của khan ý xa mải tan. Chai tan lại này, của khan ý xa chai tan. Của khan ý xa chai tan. Ừ. À, với nỉ. Để nín. Ừ, với nỉ ạ. Chứ xin tỉ, chứ này là nín không phải nỉ đâu. Ờ, à, đấy, kể. Nín, và cái nỉ. Cái nỉ. Cái mỉ mân nỉ mân nỉ mân là nỉ mân chưa, mân chưa. Ờ, sao các bạn nhầm cái chữ đó, các bạn hay nhầm lắm nhá. Thế này nỉ mân là cái của mân là cái loạn rồi lên lại này, nỉ mân chưa đúng không? Nỉ mân chưa khan sẩn mơ hảo chư tạ, phải khan không, chưa sư với sư khan dẫu chứ, ai dẫu dẫu nỉ mân chưa sẩn mơ hảo chư tạ. Ừ, đúng rồi, tiếp dẫu nỉ mân chưa chị chữ gì cô nhỉ? Chơi hảo chư nhá, ủa mân chưa chơi hảo chư nhở? Ừ, chư. Chư vịt là cái gì? Da. Ừ. Da. Chư da nhá. Đây chỉ có da. Chơi da. Ừ nhá. Khảo da mà. Đây chỉ là da thôi ạ. Dừng lại câu này này. Chư da. Nỉ mân chơ, nỉ mân chơ chỉ tợ chư hảo chư ra. À, à rồi ok, mình chắc chưa đọc được chữ Hán đúng không? Bây giờ sẽ nghe một số bạn. Chưa đọc được nhiều chữ cô ạ. Nghe một số bạn khác đọc trước đã nhá. Thì nhà Thương đâu, Thương đọc cho cô. Cô. Ừ, đọc tiếp luôn A đi, đọc tiếp lời của chị Hương đi.
Nhi mân chưa chơi hảo chư tợ sư ya, thư bế sư bảy trinh khảo ya, nín tráng tráng ba. Hảo tợ, của mấy chư cua bảy trinh khảo ya, dễ xẻng tráng tráng. Nái ý phân bảy trinh khảo cha, ý phân tháng chu dí, ý phân tháng chu dí, ý phân hổ cua, ý quản chi tan thang. Nhi hái yêu biết tọa ma. Tiên chưa giang ba. Nhi yêu khơi sấn mơ. Nái nẻng phính phí chiều hứa nẻng phính khoan chén sậy. Hảo tọa, của chư ta lơ. Phú yến mải tan. Ý cung 35 quan. Chỉnh nín tao chén thái mải tan. Phú yến cấy của tả bao chưa xiên chai. Hảo tợ, nín sao tổng. Rồi ok, lẳng cơ thống xế, biến đợi lẳng cơ thống xế nhá. Ghi nào, Ngọc Anh với lại cả sấy nào. À Xuân nhá. Ngọc Anh với Thuận nào. Ơi! Gì đấy? Ngọc Anh xem tú đi. Quan lín, nỉ mân chỉ quay. Sư cơ rắn. Chưa biên chỉnh, nín yêu chư sầm mơ. Thái. Hoa lý sa chai con. Thái. Cấy nỉ. Cấy nín. Cấy nín. Nỉ mân chưa yếu sầm mơ hảo sư tâm. Của mân chưa chơi hảo chư tợ sư ya, thưa bía sư bảy trinh khảo ya, nín tráng tráng ba. Hảo tợ, của mấy chư cua bảy trinh khảo ra dễ sẻng tráng tráng. Lái y phân bảy trinh khảo ra y bán thắng chu ý. Thắng chu ý. Y phán. Thắng chu ý. Y phán chảo phan. Y phán chảo phan. Y quản chi đa thang. Nín hái yao bía tọ ma. Xe chiêng ma. Yao khưa sơn ma. Lái lẻng bính bí chiểu. Khứa lẻng bính khoang chén sổi ba. Hảo tọ. 我知道了. Phú Duyên, mải tan. Ý cung 35 万, chỉnh nín tao chiến thái mải tan. Xie xie. Phú Duyên, cấy của tả bao chữ xin quen. Hảo tợ, nín sao tổng. Rồi ok nhá, biết ạ, thống chế nào. Hoài nào, chị Hoài đâu, chị Hoài với lại cả chúng nhá, Quỳnh nào. Xe túi đen. Chờ được chút không? Chị Hoài đâu ạ? Chị Hoài chị của đấy à? Rồi, thế bạn khác đi. Thế thì sấy nào? Xé nào? Hiện. Khoan đình quan lính. Nỉ mân chi quay. Chỉ quay. À, nỉ mân chỉ quay, đúng không? Chưa bên chỉnh. Nín giao. Chưa sớm mơ. Của gan chi xa chai tàn. Hảo. Cảy nín. Cảy nín. Nỉ mân chưa dậu sớm mơ hảo chư tợ. Của mân chưa chơi khảo chư tợ sư ra. Ở ya. Thưa bía sư bảy trinh thảo ya. Nín trắng trắng bao. Hảo tợ của mấy chư cua bảy trinh khảo ya dễ sẻng trắng trắng. Lái y phân bảy trinh khảo ya y bán. Chào phan dúy. Lại này, tháng chu dúy nhá. Y phán tháng chu dúy.
y bán chú ý y bán chảo khoan y hoàn chi tam thang. Ờ, cái mic nhà nhà Hiền nó cứ xẹt cái gì hay là kiểu nó bị vang âm hay sao ấy. Tiếp nào. Nín hái giao phía tợ mà. Xem chưa giang ba. Nín giao khơ sớm đâu. Lái lẻng bính tí chiều khứa lẻng bính lẻng bính. Khoang chén sủy, khoang chén sủy. Ba chén sủy. Ba. Họ tợ. Ủa chưa tao lờ. Ú yến mải tan. Ý cung ba sứ ủ quan chỉnh nín tao chén thái mải tan xe xẻ phú dưỡng cấy của cả bao chưa chưa xiên thai chưa xiên thai ở tợ nín sao tợ. Ừ, rồi ok tiếp nào ai ký đâu. Ừ, Cúc nhá, Cúc với lại cả sẽ nào. À, A Hứa đọc cho cô được không? Ừ, Cúc với Nga nhé. Lần nào. Dạ. Vâng. Cúc trước đi. Ừ, Cúc đọc trước đi nhá. Cô gọi ai trước thì đọc trước đi. Cứ chờ đợi nhau làm gì. Khoan hình quang ní. Lý Mân Chỉ Quây. Sư Cư Rấn. Chưa biên chỉnh. Nín đeo chưa sầm mơ. Của ca nỉ xe chai tàn. Cẩy nín. Nị mân chưa dậu sớm mơ hảo tạo chư hảo chư tạo ủa mân chưa chơi hảo chư tạ sư gia thưa pía sư bảy trinh khảo gia lín tráng trang ba hảo tạo ủa mấy chư qua bảy trinh khảo gia dễ sáng trắng tráng dễ sáng tráng trắng Y sẻ trắng trắng lái y phân bệ trinh khảo gia y phán tháng chu yú sai này y chu yú nhá các bạn đó lại này tháng chu yú y phán tháng chu yú đúng rồi y phán chảo phan y quản chi tăng thang đến hái giao bía tọ ma xem chưa giang ta. Nín giao khưa sở mơ. Lái lẻng bính phí chiểu. Khưa lẻng bính khoan chén sủy. Hảo tợ của chư tao lơ. Phú huén mãi tan. Ý cung ba sứ ủ quan. Chỉnh nín tao chén thái mãi tan. Xê xê. Phú huén. Cấy của tả bao chưa xem chạy. Hảo tợ lín chào lín sau tận. Lín sau tận được chưa? Rồi ok nhá. Bạn khác nào đọc lại cho cô xem nào. Sấy nào, A Liễu nào, A Liễu với lại cả A Duy nhá, chị Liễu với Ngọc nào. Hoan ánh quang lính nín nỉ nỉ mân chỉ quay. Hoan ánh quang lính nỉ nỉ mân chỉ quay. Chưa pen chỉnh nín giao chưa sớm mơ của than ní xe chân chai tan chai tan cây nín nỉ mân chưa chỉ hiểu sớm mơ hảo tợ hảo chưa hảo chưa tợ chữ chỉ đâu ngay chữ chỉ phải thêm một cái nét ngang liền bên trên nữa đây ngoài chữ chỉ cái chữ này là thể hiện âm uốn lưỡi của cái chữ chưa này tức là khi đọc thì nó sẽ uốn lưỡi lên đọc là chưa thì mất chưa hiểu chữ mà học chưa tọt chứ không phải là chưa chỉ nhá phải từ này không phải từ chỉ đâu ạ đấy đây là thể hiện âm uốn lưỡi thôi đấy thì mất chưa hiểu chữ mà học chưa tọt đúng không của mình chưa chơi khảo chưa tọ sư gia thưa bía sư bảy trinh khảo gia nín tráng tráng ba hảo tợ của mấy ba khoa phải nín khảo gia
Của mình chưa cua. Dạ. Dễ dễ sáng 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 sáng. Này này dễ sáng 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 nhá, đọc lại cả câu này cho một lần này. Của mấy chưa cua Bắc Kinh khảo nha, dễ sáng sáng sáng. Của mấy chưa cua phải phải lính sáng. Bắc Kinh. Bắc Kinh khảo nha. Yes, dễ sáng sáng sáng. Ừ, cô chào con nha. Lấy phân bảy lính khảo gia bảy trinh nhá, y phân bảy trinh khảo gia, y phán thắng chú ý, thắng chú ý, y phán chảo phan, chảo phan, chảo phan, y quản chi tan thang. Nín nín hái giao bía tợ ma xem chưa giang ba nín giao hưa sấn mơ. Lấy lẻng bính khở lựa bí chiểu em nhầm lấy lẻng bính bí chiểu khở lẻng bính khoáng chén sủi khoáng chén sủi hảo tợ nỉ của chưa tao lơ phục vụ viên mải tan ý cung ba sứ ủ quan nín chỉnh nín chỉnh nín tao chén thái mải tan chưa chị à phục vụ viên thấy của tả xoan chén thái ba tả bao chưa xia chay chưa xia chay ừ thế thôi lại câu này hào yến cái của tả bao chưa xia chay nó đọc đã là hết câu chấm câu đúng không thì phải dứt khoát nó ra nhá nghe như kiểu đằng sau còn nữa ấy. hào tợ nín sau tận được chưa nhá ở nhà đọc mấy lần rồi khiếp đọc như là kiểu chưa đọc bao giờ ấy ở nhà ít nhất phải đọc đến chục lần nhá có ai bao giờ đọc đến chục lần đứa nào đọc chục lần chưa hay chỉ đọc đến lần thứ hai là chán rồi. Em đọc 3 lần nhưng mà vẫn không chơi. Ừ thế 3 lần chưa được thì phải đọc đến 5 lần chứ đúng không? 5 lần chưa được đọc đến 10 lần, 5 lần thì được thì thôi chứ. Khi được gọi đến là hơi run. Đúng chưa nhá, đọc 3 lần rồi vẫn thấy vấp rồi đọc nữa. Ừ phải luyện chứ. Đúng không? Như xưa cô còn đọc sắc lần ấy nhá, bài khóa này phải đọc thuộc là đằng khác nhá, phải học thuộc bài khóa cơ, chứ không phải là chỉ có đọc đâu đúng không? Nên là bây giờ đọc chưa xong nó không thể nói được đâu. Đấy nên là phải đọc nhuần nhuyễn đã, đọc nhuần nhuyễn đã đúng không? Đọc đi đọc lại nhiều lần vào ít nhất là phải 10 lần nhá, ít nhất là bài khóa lúc nào cũng đọc 10 lần là ít nhất 3 lần trên thua đâu. Nhung nào, Nhung đâu? Nhung với lại cả ai đây? Xem nào. Nào Nhung với Tùng đi, Tùng thế nào? Hân nhìn quang nhìn. Nǐ men qǐ wēn? 几位？这个人。这边请。您要什么？您要吃什么？我看一下。买单。菜单。给您。你们这有什么好吃的？我们这。我们这最好吃的是鸭，特别是北京烤鸭，您尝尝吧。好的。我没吃过。没吃过北京烤鸭，也想。尝尝。来一份北京烤鸭一盘汤汁鱼一盘呢小饭一碗汤一单汤您还要别的吗xem chưa giang ba nín giao hưa sửa mơ lái lẻng pính hai chai đấy lái lẻng pính pí chiểu lái lẻng pính pí chiểu khứa lẻng pính khoang chén sủi đây là khoang chén sủi hào tợ ủa chưa tao lên phú vụ viên
买单。买单。一共85万。请您到前台买单，谢谢。服务员，给我打包。这些菜。嗯，好的，您稍等。Nhìn sao tổng chưa? Rồi ok nhá. Nào, chúng ta một cặp cuối cùng nữa nào. Hai Tuyết đúng không? Để ca sĩ nào. Anh muốn hoa nính. Lý mân chị. Cô chạy không chị nhá. Quay. Từ cửa rấn. Chưa biên chỉnh. Lín giao chứ sẵn mơ. Vừa khan ý xe trai tàn. Cái lín. Nỉ mân chưa dầu sư sấm mơ hảo chư tợ. Thừa mất chữ sư. Ủa mân chưa. Chơi hảo chư tợ. Sư gia. Thưa bía. Thưa bía sư bảy trinh khảo gia. Lín tráng tráng ba. Hảo tợ. 我没吃过北京烤鸭, 也想尝尝, 来一份北京烤鸭, 一盘糖醋鱼, 一盘炒饭, 一盘炒饭, 一碗鸡蛋汤。 林还要叠的吧? 先这样吧。 林要喝什么? 来两瓶啤酒, 和两瓶 Quang chén sủy ba. Hảo tạ. Chưa. Ủa chưa tao. À, ủa chưa tao ba. Chưa tao lơ. Ủa chưa tao lơ. Phú Duyên mải tàn. À, ý cung 85 quan. À, chỉnh nín tao chén thái mải tàn chưa gì ạ. Phú Duyên. Cấy của tả bao chưa xia chai. À, hảo tợ. Lín. Lín. Sáu tẩm. Sáu tẩm. Lín sáu tẩm. Được chưa? Nhá. Rồi ok. Về nhà nhá. Ghi âm lại những câu bài khóa đúng không? Ừ đấy. Thế cái bài bài tập về nhà có cái bài cuối ghi âm thì chúng mày đọc nhuần nhuyễn. Thế cái bài này chắc là ở nhà không đọc đúng không? Nhá, về nhà phải đọc cả bài khóa nhé. Bài khóa là cái bài quan trọng nhất luôn nhá. Bài khóa là bài quan trọng nhất, bởi vì sao ạ? Nó sẽ bao gồm gần như tất cả các từ mới và các điểm ngữ pháp chính của bài. Thế nên là bài khóa là phải chúng ta phải đặt lên vị trí hàng đầu, đúng không? Phải luyện bài khóa trước đã nhá. Đấy, quên không dặn ghi âm bài khóa cái là nghe nó thấy nó khập khiễng ngay được, đúng không? Đấy. Thế là bọn này là cứ phải bắt ép phải làm mới làm cái kiểu vậy. Còn không là sẽ kiểu không chủ động để tự đọc nhiều ở nhà đâu. Đấy, về ghi âm lại bài khóa gửi nhá. Chúc cô nhá. Rồi nào, chúng ta sẽ cùng ok đấy, nào phải người kiểu như là thúc mông thúc đít thì phải làm đúng không? Rồi nào bây giờ là cân truy khơ quấn khuấy táo quân thí, tức là sao nhỉ? Cân truy khơ quấn khuấy táo quân thí, chúng ta sẽ căn cứ vào những cái này nhá. Ừ, là để làm sao đây ạ? Trả lời câu hỏi đúng không ạ? Khuấy trả lời câu hỏi. Câu hỏi chưa? Khuấy táo quân thí. Rồi nào, cô sẽ hỏi cân truy khơ quấn. Nào, A ứa nào? Ừ, A ứa nghe. Tham mân yếu chỉ cơ rấn truy chư phan. Yếu chỉ cơ rấn truy chư phan. Tha mân yếu sư cơ rấn. A ứa đâu? Ờ, A ứa. Tha mân yếu sư cơ rấn truy chư phan ạ. À, vậy, ý cũng yếu sư cơ rấn truy chư phan, đúng không? À, sư cơ rấn truy chư phan. Chư cơ phan quản, à, chư cơ phan quản truy hảo chư tợ chai chư sẩm ơ? Chư cơ phan quản truy hảo chư tợ chai chư sẩm ơ? Chư cơ phan quản truy hảo chư tợ. Truy hảo chư tợ. Dạ. À, đối sư gia đúng không? Ừ, thưa biệt sư sở mà chai, thưa biệt sư sở mà chai. Thưa biệt sư bảy chính khảo gia. Bảy chính, đối, thưa biệt sư bảy chính khảo gia, đúng không? Ừ, hảo. Chưa xia rấn chưa qua bảy chính khảo gia ma? Chưa xia rấn chưa qua bảy chính khảo gia ma? Chưa cơ rấn mấy chưa qua khảo, bảy chính khảo ra. Đối, mấy chưa qua bảy chính khảo gia, hảo. Rồi, hô tha tiện là sở mà chai, tha ý cung tiện là sở mà chai. Ừ, tiện là sở mà chai nữa. Ừ. Rồi, biết là thống chế nhá, cô hỏi bạn khác xem nào. Nào, thì nhảy á rúng nhung. Chứ có rấn tha tiền là sở vật sai. Tiền là sở vật sai nữa. Á rúng nữa, nhung đâu? Trong một sai. Dạ, em đây.
rồi, câu hỏi là bạn ấy gọi món gì ạ? Ờ, tôi đúng rồi, trước lấn tiệm là sớm mất thay. À, y phân, y phân bảy, bảy trinh khảo ya. Y phán, y phán thắng chư yí. Y phán cháo phan. Y quản chi tan thang. Đây, được chưa? Y quản chi tan thang, đúng không? Đó. Đó hôm nay, tham ơn khơi sẩm ơn, tham ơn khơi sẩm ơn. Tham ơn, tham ơn hứa lẻng phính phí kiểu hứa lẻng phính khoang chén sợi. Đúng rồi, ý cung à, ý cung tôi xỏ chén, tham ơn chư tập phan ý cung xỏ chén. Ý cung 85 vạn. Đúng rồi, ý cung 85 vạn, được chưa? Nhá, rồi, ok. À, tứa nào? Đức đâu? Cô hỏi lại lần nữa này, hỏi lại và trả lời lại lần nữa. Đây ạ. Vâng. Rồi, nếu chỉ có đến chư phan, nếu chỉ có đến chư phan. Sư cư đấn ạ. Đúng rồi, ý cung hiểu sư cư đấn chư phan, đúng không? Ờ, chư cơ phan quản hiểu sớm. Chưa đã sai. Bảo người ta cho nhiều hành nhá. Nhung nhung tắt mic nhung. Chưa cơ phát. Hỏi lại đi ạ. Chưa đã sai. Người ta chưa cơ phát biệt nhất đúng không ạ? Ờ, ý ngồi ý là hỏi là cái quán ăn này thì có món ăn gì ngon đấy đúng không? Chưa cơ phát quản nhiều. Chưa quên chơi sư dạ. Ờ, chơi hảo chư tợ nhé, trả lời lại nào. Chưa cơ chơi hảo chư tợ sư gia. Chưa cơ chơi hảo sư tợ sư gia. Thưa biết sư sở mơ sai, thưa biết sư sở mơ sai. Thưa biết sư bảy trinh khảo gia. Chưa cơ rấn chư qua bảy trinh khảo gia mà. Chưa cơ rấn chư qua bảy trinh khảo gia mà. Họ chưa ăn. Chưa từng ăn đúng không? Vậy sẽ trả lời như nào? Chưa có rấn, chưa qua bảy trinh khảo gia mà. Dúy y phán thảo phan y quản chi tan thang. Đây y quản chi tan thang đúng không? Đó, tham ân tẻn là sớm mất ỉn leo. Tẻn là sớm mất ỉn leo. Ỉn leo là sớm mất ỉn leo. Ỉn leo, nhớ từ ỉn leo không? Chưa có chữ xuế qua lơ. Xuế qua lơ, học, từng học rồi đấy. Ỉn leo, xế chi tứa? Xế chi tứa ỉn leo là sớm mất? Đồ uống. À, tôi đúng rồi, đồ uống không rồi nhá. Tham ân tẻn là sớm mất ỉn leo. Tẻn là sớm mất ỉn leo. Tham ân lái lẻm bính bí triệu thưa lẻm bính khoang chén sợi khoang chén sợi vậy nhá. Tham ân tiền lơ lẻm bính bí triệu hứa lẻm bính khoang chén sợi. Ý cung tôi sợ chén nhỉ. Tham ân chưa tờ tờ ý cung 85 vạn. Ý cung 85 vạn đúng không? Nhá, rồi, ok. Đấy. Bạn khác nào lại một lần nữa cho cô xem nào. Đi nhà sấy nó. À sang đâu? Thương nào? Tham ân nếu chỉ có đến truy chư phan. Nếu chỉ có đến truy chư phan. Tham ân sư sư cơ rấn. Hiểu sư cơ rấn truy chư phan đúng không? Chư cơ phan quản chơi hảo chư tợ trai chư sẩm. Chư cơ phan quản chơi hảo chư tợ trai chư sẩm. Chư cơ phan quản chơi hảo chư tợ sư gia. Gia đúng không? Thưa biết sư sẩm. Thưa biết sư sẩm trai. À, thưa biết sư Bảy Trinh Khảo Gia. Chưa có đến chư qua Bảy Trinh Khảo Gia mà? Chư qua Bảy Trinh Khảo Gia mà? Chưa có đến chư qua Bảy Trinh Khảo Gia mà? Tha mấy chư qua Bảy Trinh Khảo Gia. Nhá, mấy chư qua Bảy Trinh Khảo Gia đúng không? Nhá, tiếp nào, đó tha tiền là sẩm chai, tha tiền là sẩm chai. Tha tiền y phân Bảy Trinh Khảo Gia. Y bán tháng chu yú. Y bán chảo phan. Y quán chi tan thang. Rồi, rồi nó tham ân tiền là sớm mất ỉn leo. Tiền là sớm mất ỉn leo. Tha tiền ỉn leo lẻng bính phí triệu hứa lẻng bính khoang chuyển sợi. Rồi, ý cung chư tợ phan tôi sỏ chén. Ý cung 85 vạn. Ý cung 85 vạn, được chưa? Rồi, ok. Ông của Phan đi xa nào? Thuận đâu? A Xuân với lại cả A Chen nhá. Thuận với Kiên dịch cho cô xem nào.
Chào một quý khách. Các bạn có mấy người? Bốn người. Ở đi bên này, các bạn ăn món gì? Cho tôi xem thực đơn một chút. Gửi bạn. Chúng tôi cái từ trưa nó là địa điểm nhá, mình hay dịch là chỗ này đúng không, ý là chỗ này của các bạn đấy, hiểu cái chỗ này ý là chỗ này của các bạn, hoặc mình có thể dịch là ở đây đúng không, hay ở chỗ các bạn cũng được nhá, ở chỗ các bạn hay là ở đây đều được. Thì vẫn chưa, ở đây thì làm sao nhỉ? Đây các bạn có món gì ngon? Đúng rồi, đúng không? Hay là chỗ các em đấy thì ở đây thì có món gì ngon đúng không? Đây là đang là xưng hô phú nhán thì chúng ta hoàn toàn có thể là gì ạ? Chúng ta phải đặt mình vào ngữ cảnh nhé. Khi dịch ấy, là chúng ta phải đặt mình vào ngữ cảnh. Ở đây là mình đang ở ngữ cảnh đi gọi món đúng không? Nên là mình phải sử dụng ngôn ngữ làm sao cho nó đúng theo cái kiểu dạng là chúng ta đang ở nhà hàng đấy, chưa? Chứ đừng cái gì cũng bị sách vở quá, nghe nó rất là buồn cười. Ở chỗ các em thì có món gì ngon không đúng không? Đấy, xưng hô với các em nhân viên thì chả là em còn gì đúng không? Không cứ thì cũng làm các bạn đúng không? Gì nữa ạ? Cho chúng tôi món ngon nhất là vịt, đặc biệt là vịt quay Bắc Kinh. Bạn dùng thử xem. Được rồi, tôi chưa từng ăn món vịt quay Bắc Kinh. Cũng muốn thử. Cho tôi một suất vịt quay Bắc Kinh, một đĩa cá chua ngọt, một đĩa cơm rang, một bát canh gì, chi tan là gì, như vậy chi tan thang là canh gì? Canh trứng gà. Nhá, rồi ok, tiếp. Bạn muốn món gì khác không? Tạm thời cũng như thế. Tiếp kìa, nhân viên hỏi tiếp đi. Thấy khách bảo tạm như thế là thôi, chả muốn hỏi nữa hả? Bạn muốn uống thế anh chị gì? Uống gì đúng không? Chúng tôi cho hai cốc hai chai bia và hai chai nước khoáng. Đúng rồi. Được rồi. Vâng, tôi biết rồi. Chưa, được rồi, xong. Em mới tính tiền. Tổng cộng 850.000. Mời bạn đến quầy lễ tân thanh toán, cảm ơn. Em ơi, cho tôi gì nhỉ? Đóng gói mang về. Hoặc là đóng gói cho anh những cái thức ăn này mang về đúng không? Dịch tự nhiên một tí xem nào, khiếp, nghe dịch trong nghe chán này. Đóng gói cho anh những cái... Bạn đợi một chút. Vâng, thì nhỉ? Anh chị đợi một lát đúng không? Đấy nhá, được chưa? Ok. Đấy, vậy hiểu ý bài này chưa? Về nhà đọc lại cái bài này ghi âm cho cô nhá. Ok, tiếp theo nào, chúng ta cùng sang phần luyện tập xem nào. Luyện tập để củng cố lại thêm cả cái phần từ mới ngữ pháp nhá. Nào, chúng tôi có hai người, cho chúng tôi xem thực đơn một chút đúng không? Cái câu này sẽ nói như thế nào đây? Thì sẽ là ác trí nào cô? Của mình dậu lẹn cơ rấn. Lái của can trai can ý xa. Lái của can ý xa hả? Không, trong trường này không nên dùng là lái của can. Cái của thôi. Cái của Kanisha hay răng của Kanisha cũng được. Mình có thể dùng từ răng hoặc từ cậy đi. Nếu chúng ta chưa biết chữ răng đúng không? Vậy đầu tiên sẽ là của mân yếu đúng không? Gì nhỉ? Lẻng cơ rấn này. Gì ạ? Cậy đi. Dùng cậy cho dễ dùng. Cái của gì? Khan. Cái của Khan chai tan isha. Thường giả isha nó hay đi liền với động từ nhé. Phải nói là Kanisha chai tan. Cái của Kanisha chai tan. Chưa? Rồi ok. Gì nhỉ? Tuyết nào? Cái Nguyễn Tuyết kia kìa. Đọc lại cho cô một lần xem nào. Của mình dậu lẹn cơ dẫn cái của khăn ý xe chai tan. Cái của khăn ý xe chai tan, được chưa? Tiếp nào, hôm nay tôi mời các bạn cứ ăn tự nhiên nhé. Câu này dễ này, hôm nay nói rồi đúng không? Thì nhẹ xấy nào. Thì chiêu xem nào, Thu Hương. Trinh thiên của chính Khương.
Nghĩ mình tùy biên chứ. À, tùy biên chứ, đúng không? Rồi, ok. Học. Sẽ tùy biên nào, được. Trinh thiên của trinh khư, nỉ mân suối bên chư. Suối bên chư, đúng không? Thì sao nào? Cho một suất lẩu 4 người với một đĩa đồ nướng à? Câu này ai anh dịch nhỉ? Nãy thấy thấy các bạn dịch như nào nhá? Nào, thử dịch cho câu này xem nhá. Hoàng Anh Tuyết, chẳng có Fanny nào. Ừ, viết dịch như nào? Cảy y phân sư, phân rấn tợ hủa cua, hứa y phán sao khảo. Ừ, đúng rồi, về cơ bản thế là cũng đúng rồi đấy, đúng không nhá? Cho một suất lẩu có thể nói là lái đi, à lái y phân, suất ở đây mình sẽ dùng lượng từ là phân, đúng không? Còn đó là gì ạ? Lẩu dành cho 4 người. Thế thì ở đây cái gì mới là chính? Lẩu mới là chính, đúng không? Chúng ta có nhớ là ở trong sơ cấp 1 chúng ta đã học cái kết cấu với từ tợ ấy ạ, mà để kết nối giữa thành phần định ngữ, tức là bổ sung nghĩa cho danh từ, đúng không? Nhá, vậy ở đây là suất lẩu 4 người thì lẩu ở đây là chính, là cái danh từ chính, trung tâm ngữ để nói đến chính. Thế còn 4 người đây nó chỉ là gì thôi ạ? Bổ sung nghĩa thêm cho cái từ lẩu này, đúng không? Để nói rõ hơn là lẩu này là 4 người chứ không phải 8 người. Đấy, thì cái từ 4 người chúng ta phải đưa lên trước làm định ngữ và kết nối với nhau bởi cái chữ tợ ấy ạ, hiểu chưa? Vậy mình có thể biểu đạt là lái y phân, đúng không ạ? Gì nữa ạ? Sư cưa rấn y phân, sư cưa rấn tợ lái y phân, sư cưa rấn của cua này, làm sao nữa? Khứa y thán gì ạ? À, sao khảo, hiểu chưa? Rồi, ok, đấy nhá, mình có thể nói mạnh được. À, chúng nào, Quỳnh, xe túi đen, trả lại cô câu này xem nào. Lái lái y phân, sư cưa rấn tợ của cua, khứa y phán sao sao à, đây đúng rồi, sao khảo, đúng không? Rồi, ok. Thì sư nào, em ơi cho hai chai bia và ba lon coca nào. Thì nhỉ, à, Liễu, chị Liễu. Phú Duyên, Phú Duyên lấy nẻn bình tí chiều, hứa san bình khở lửa. Ok, thế là được rồi, đúng không? Ừ, nhá. Phú Duyên này, đúng chưa? À, lấy nẻn bình tí chiều chưa, sang kính đi. Rồi, trai túi đen chưa, sư cơ chi chữ nữa. Đọc lại cho cô cả bốn câu này một lần nào. Cô sẽ xóa và chuyển sang cái tiếp theo nhá. Chị Hoài ạ, à, phái trai ma, chị Hoài có đấy không? Chị Hoài đọc cho em bốn câu này đi. Hình như là không nói được à. Rồi, ăn đúng nào Nhung. Đọc bốn câu này hả cô? Ừ, đọc lại bốn câu này. Của mình lãnh cơ đến cái của khan ý xa chai tiên chai tan nhá, chai tan chai tan của chỉnh khơ à, nì mân cái gì đấy, nì mân suy bên chứ ba. Lái y phân của cua tợ sư cơ đến hứa y phán khảo khảo ya á hoài phán sao khảo ạ. Thế thì lấy cô chữa mày ngồi mày làm gì đấy, không sửa lại thì sửa lại mấy câu này. Lái y phân sư cơ rấn tạo khổ cua nhá, đấy cho nó phải đổi lẩu là chính này, như vậy lẩu phải để đằng sau, nó còn bốn người chỉ là bổ sung nghĩa thôi, giống như tiếng Hàn. Thế tiếng Hàn là thành phần chính phải để đằng sau, còn định ngữ bổ sung nghĩa cho danh từ phải để đằng trước chứ. Em phải nói là lái y phân sư cơ rấn tạo khổ cua chứ, đúng không? Khứa y phán khảo. Em tưởng là bốn nghĩa cho từ khổ cua thì khổ cua đằng trước. Không, nhá, bốn người đặt bổ sung nghĩa cho khổ cua, nhưng mà cái trong tiếng Trung thì thành phần bổ sung nghĩa cho danh từ, nói cách khác là định ngữ nó phải để đằng trước thôi mà. Cũng giống như là một người rất tốt đi, đúng không? Thì cái rất tốt là bổ sung cho người thì người ta phải nói là khấn khảo tạo rấn, chứ không ai nói là rấn tạo khấn khảo được, đúng không? Đấy nhá. À, vâng, vâng. Tương tự như thế, đúng chưa? Phú Duyên lái liễm bình tí chiều, hứa san bình khở lửa. Ừ, rồi ok nhá. Câu đầu tiên, đúng không? Tiếp theo nào? Thì nhỉ, em ơi chị gọi món nhà hàng có món gì đặc biệt không? Ừ, câu này có thể dịch như thế nào? Thì nhỉ, Ngọc Anh. Cô là Phú Duyên, 我要点菜. Phan Tiên, 有什么特别的 菜 ma. Okay, rất tốt, đúng không? Ừ, Phú Duyên này. Yeah. Thì nhỉ, 我要点菜. Phan Tiên, đúng không? Phan Quản, 有什么特别 hai mặt nhá. Rồi ok, á chén đâu Hiền ơi, Hiền đọc lại cho cô một lần nữa nhá. Phú Duyên của eo tẻn trai Phan Tên dậu sơn mơ tưa bía tợ trai mà. Rồi ok, nào á ứa nào nha, sai túi đen.
Cú chay à? Rồi thì bạn khác vậy nào thì nhẹ sấy năm. À từ Đức đọc lại câu này nào. Vâng, phú yến phú yến của treo đen trai phan tên dầu sớm mơ tưa bía tợ trai ma. Đức đọc lại cho cô cái từ này xem nào. Gieo nhá, em cứ toàn đọc thành treo thôi. Gieo gieo gieo. Ừ rồi, ok. Tiếp theo nào, em ơi thanh toán của chị hết bao nhiêu tiền? Câu này rất dễ này. Action Thuận. Vũ Duyến mải tam của tờ ý cung cơ sở chén. À, Vũ Duyến đúng không? Ừ, mải tam. Đúng rồi, có thể nói là của tợ đấy, đúng rồi, của chị hay của thì tính là của tôi đấy, đúng không? Ừ, nhá, vậy ý cung cơ sở chén, đúng rồi. Đấy. Chưa, câu này dễ này, đúng không? Tiếp nào thì chi đi. Tôi chưa từng uống rượu Trung Quốc nào. Xin mời một bạn nhá. Anh Huy. Đọc của đấy không em? Em có ạ, em không nghe tiếng. Rồi, dịch cho cô số 7 xem nào. Của Trung Quốc chiều. Hái mấy chứ, em phải dùng hái mấy chứ, đúng không? Ừ, nhá, hoặc là mấy. Của hái mấy. Của hái mấy đi, rồi hái mấy cũng được. Của hái mấy, khưa cua. Đúng không? Trung Quốc chiều. Rồi, ok, đấy. Tiếp nào, em muốn ăn gì tùy anh đúng không? Ăn gì cũng được nào. Xin mời các bạn nhé. Á chú ý cúc. Ủa giao chưa sở mơ. Em ở đây tức là vẫn đang xưng hô với đối phương ấy, chẳng qua có thể là đối phương là bạn nữ chứ đúng không? Ừ nhá, Lý. Vâng. Lý giao chưa sở mơ. Sới bên chưa sở mơ tâu xính. À, đây đúng rồi nhá, sẽ đi ăn chưa sợ nó tâu xính, được chưa? Okay, tiếp nào, đi chịu. Tôi làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng Trung Quốc được 2 năm rồi. Ai gì được câu này không? Thu Hương. Tôi làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng Trung Quốc được 2 năm rồi. Của trai Trung Quốc phan quản tang phố yến nẻn nén. À, đúng rồi, rất tốt nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích đúng không? Đầu tiên là gì ạ? Tôi làm nhân viên vụ ở một nhà hàng Trung Quốc đã. À, cái phần lẻn lén kia nó là bộ ngữ về thời lượng thì chúng ta cứ bỏ ra đằng sau đúng không? Chưa quan tâm đến. Cho nên quan tâm đến cái chỗ mà ở nhà hàng Trung Quốc đã thì sẽ là gì đấy ạ? Tôi là chủ ngữ này đúng không? Làm nhân viên phục vụ ở đây thì mình hiểu đây là một cụm gì? Động từ cộng với tân ngữ làm là động từ đúng không? Nhân viên phục vụ là tân ngữ này. Thế ở một nhà hàng Trung Quốc nó chính là gì ạ? Các cái trạng ngữ chỉ địa điểm. Vậy thì các trạng ngữ chỉ địa điểm trong tiếng Trung thì thường sẽ phải để ở đâu đây? Thường sẽ phải đẩy lên đúng không? Sau chủ ngữ và trước động từ chính. Đúng rồi, như vậy cũng giống như là tôi làm việc ở công ty Trung Quốc ấy, hiểu chưa? Ừ, đấy, như vậy bây giờ mình đổi cái nhà hàng Trung Quốc lên trước nhá. Vậy sẽ nói là ủa sai đúng không? Ừ. Một nhà hàng như Trung Quốc thì có thể nói là y cha cũng được hoặc y cưa cũng được, y cưa đi cho dễ dùng. Ủa chai y cưa Trung Quốc đúng không? Phan ten hoặc phan quản. Ừ, làm sao nữa ạ? Phan ten đi. Tang nhá, chúng ta có cái động từ tang. Tang này là đằng sau sẽ hay cộng với các danh từ chỉ nghề nghiệp nhá. Tang dịch là làm và đằng sau sẽ hay cộng với các danh từ chỉ nghề nghiệp. Ở đây nhân viên phục vụ đó là một nghề đúng không ạ? Là một nghề, là một cái kiểu dạng như là công việc cụ thể rồi thì người ta sẽ hay dùng động từ tang này nhá. Đấy. À, có bạn dùng là chua thì được gọi là văn nói thì chấp nhận được, nhưng mà thường chúng ta phải dùng cái này là tang mới là chính xác nhất nhá. Của chai cơ Trung Quốc phan ten tang phú yến này. Gì nữa? Bắt đầu mới đến bộ ngữ thời lượng đúng không? Lẹ thì thôi, lẹ nén lơ, được chưa? Nhá, dịch như này. Đấy, đọc lại cho cô này một nữa nào. A Sung, Tùng. Đây là cô đang đi đâu nhỉ? Bạn khác vậy nào? Hiền đọc cho cô nào. Của trai ý cưa Trung Quốc phan ten tang phú yến lẻng cưa lẻng nén lơ à, được chưa nhá. Nào Tùng đâu, thế bây giờ bật mic đi, đọc từ 6 đến 9 xem nào. Thôi đọc câu 9 thôi cậu. Thôi từ 6 đến 9 nhanh. Phú yến mải tan của tây cung tua sở chén. Rồi buổi trưa của khái mấy khưa cua Trung Quốc chiều. Thì giao chư sần mơ. Xoáy gì nhỉ? Xoáy pen. Xoáy pen. Chư sần mơ tâu
xính. Tôi xính. Ừ. Của trai y cơ Trung Quốc Phan Teng Thang Phú Yuan Lẻng Nén Lư. À, rồi, ok, được chưa? Tiếp nào, câu số 10. Cứ như vậy trước đã đúng không? Đợi bạn anh đến thì anh sẽ gọi thêm sau. Đấy, cái câu này vừa lại cô nói cho rồi đấy. Anh nhớ câu này không? Ngọc Anh nào? Ngọc Anh nói lại cô câu này đi. Là xin cho yang ba tuấn của tợ thắng yếu lái của trai tiền trai. Đấy, đúng rồi, tấm của tợ thắng yếu lái đúng không? À, của trai tiện, à, trai tiện thế là được rồi. Trong cái ngữ cảnh này nó cần nói là trai tiện, người ta sẽ hiểu rồi nhá. Ừ, đỡ vậy tiền trai nữa, tiền trai cũng được, không sai nhé, không sai. Xem chơi young ba tấm của tập hướng yêu lái của trai tiện, được chưa? Đấy, đọc lại lần nữa câu này nào, Quỳnh. Em ạ. Xem chơi young ba tấm của tập hướng yêu lái của trai tiện. Ok, được chưa? Đấy, thì đấy là 10 câu dịch nhá. Tiếp theo nào, chúng ta sang bài cuối cùng ạ. Bài cuối cùng. Bao ở túi đen chưa cơ nào. Đọc lại cho cô cái bài này một lần xem nhá. Vì đây, xem nào. Nào, Hoàng Ánh Tuyết nào, Hoàng Ánh Tuyết, đọc cho cô đi. Bật mic lên em. Ừ, rồi, ok. Xin thiên xin chi thiên, 我不去上班, 我在家休息. 我上午九点起床，然后给我的朋友打电话，我请他一起去吃火锅。我过喝酒，中午十二点我们在上山饭店见面，我们点了一份火锅，一盘烤鸭。 Sứ Ping khảo y bán khảo râu sứ Ping bí chiểu hứa lẻng Ping húng niếu chưa cưa phan quản tợ chai hấn hảo chư dễ bú thai quậy y cung ba sứ ủ quan của cẩy phú u yến chiểu sứ quan tha cháu của mân ủ quan chư Trừ phan hậu, của mân y chỉ truy sang cựa. Chim thiên của chúy tợ, khấn hẳn khai xin. À, cái chữ này đọc là như cô chữ này này. Em đọc như kiểu chữ sang ấy, cô nghe như kiểu sang ấy. Đọc là trang ấy. Chờ, thằng này đọc là trang. Trang cựa. Trang cựa. Vậy, trang cựa là trang, trang cựa. À, khai xin là sao? Khai xin, vui, vui vẻ. Hạnh phúc đúng không? Ừ, rồi, ok, nó có từ khai xin. Yeah. Tiếp nào, Liễu đâu? Chị Liễu nào, chạy túi đen. Xin thiên xin chi thiên, 我不去上班, 我在家休息, 我上午九点起床, 然后给我的朋友打电话, 我请他一起去吃火锅喝酒, 中午12点, 我们在三三饭店见面, 我们点了一份火锅, 一盘烤肉, 10瓶啤酒和2瓶红牛, 这个饭馆的菜很好吃, 也不太贵, 一共85万, 我给服务员90万, 他找我们5万, 吃饭后, 我们一起去唱歌, 今天我觉得, khẩn khai xin. Nào, nói chưa nhờ. Đấy, cái bài nào thấy ghi âm cái đọc khác ngay đúng không? Bài khóa quên không dặn ghi âm cái là thấy chạch chạch chẳng không? À, xem nào, Kiên. Lại nữa. Xin chân xin chị chân của Phú Truy sang ban của trai cha siêu si của sang ủ chiếu tiền chỉ thoáng đàn hâu cái của tạ phần nhiêu tại tiên hoa của chỉnh tha y chỉ chưa chưa khổ cua à khơ triệu cua sang ủ khơ triệu sứ sang ủ trung ủ sứ tiện của mân trai san san tan ten chen men của mân tiện lơ y phân khổ cua y phản khảo râu khảo râu sứ pính pí triệu hứa lẻng pính húng níu chưa húng níu chưa cơ phan quản tợ trai hấn hảo chư dễ bú thai quay ý cung ba sứ ủ quan của cái phú yến
triệu sứ quan tha cháu của mân ủ sứ quan nó ủ quan ủ quan chư phan hầu của mân y chỉ truy trang cưa chim sen của chủ tọ hận hận ca xin. Rồi ok, ác xén nào Hiền lại nữa cô. Chim thêm sinh chi thêm của bú chi sang phan của trai cha siêu si của sang ngủ chiếu tiện chỉ choáng rán hâu cấy của tợ phúng yêu tả tiên khoa của chỉnh tha y choa y chỉ truy chư của cua khưa triệu trung ngủ sứ tiện của mân trai san san phan oản chen men phan tem chen men của mân tiện lơ y phân của cua y bán bật hơi cái chảo y bán khảo râu y bán chảo râu sứ bính bí triệu khưa lẻng bính khung liếu chưa cưa phan hoàng tợ trai khấn hảo chư dễ bú thai quây ý cung ba sứ ủ quan của cậy phú yến triệu sứ quan tha cháo của mân ủ quan chư phan hâu của mân y chỉ truy sang cưa chim then của chế tợ khẩn cai xin. Rồi ok rồi nào bây giờ này cân truy khâu huấn khuấy tá quân thí nhá, thay vì là đọc bây giờ nó sẽ làm sao ạ, trả lời câu hỏi được chưa nhỉ? Thì nhờ Ashton nào thuận chim then sinh chi chỉ à, chim then sinh chi chỉ chim thiên sinh chi thiên đúng không? Chim thiên tha yêu với yêu truy sang ban, chim thiên tha yêu với yêu truy sang ban. Chim thiên tha bú truy sang ban, tha chạy cha siêu sang ban, tuổi tha chạy cha siêu xỉ đúng không? Hả? Nhưng mà chim thiên tha chỉ điểm chỉ choáng, chỉ điểm chỉ choáng. Chỉ điểm chỉ choáng. Chỉ choáng hậu tha chua sớm, chỉ choáng hậu tha chua sớm. Choáng hậu tha tha cẩy bấm điện tả tiên hoa. Tha kể phóng yêu tả tiên hoa chua sớm á, kể phóng yêu tả tiên hoa chua sớm á. Tha chỉnh phóng yêu đúng không? Tha chỉnh phóng yêu. Tha chỉnh phóng yêu, y chỉ truy chư của cua. Cứ khứa triệu đúng không? Hảo. Tha mân tả xoan chỉ điểm chen men, tha mân tả xoan chỉ điểm chen men. Tha tả xoan sứa đèn. Sứa đèn trên men đúng không? Chai nả trên men nó, chai nả trên men. Chai san san phan tên trên men. Vậy chai san san phan tên trên men đúng không? Rồi, biết đạo thống chế nào, bạn khác nghe và trả lời tiếp nào. Sẽ nào? À, chú ý nào Cúc? Tha mân tiện là sở mất chai, tiện là sở mất chai. Tiện là sở mất chai, luôn đi. Tiện là sở mất chai, cứ ý đeo. Tha tiện y phân khảo ra. Khảo ra. Y phân hổ cua. Y phán khảo râu. Hứa sứ bính bí triệu hứa lẻng bính hùng liếu. Tha chuế tọ đúng không? Tha chuế tọ chưa cơ phan quản tận sai trở mấy nhau. Chuế tọ chưa cơ phan quản tận sai trở mấy nhau. Tha chuế tọ hấn hảo chư. Hấn hảo chư đúng không? Cha cửa trở mấy nhau. Cha cửa quê bú quê. Cha cửa trở mấy nhau. Bú thai quê. Quê cha cửa dễ bú thai quê. Tha mân ý cung chư tọ chư tô sảo chén. Ý cung chư tọ chư tô sảo chén. Ý cung 85 quan. 85 quan đúng không? Tha kể phú yến tôi sảo, kể phú yến tôi sảo chén. Kể phú yến 90 quan. 90 quan, rồi phú yến trả tha tôi sảo. Phú yến trả tha 5 quan. Trả tha 5 quan, hảo. Chư phan ỉ hâu, tham mân truy nào? Chư phan ỉ hâu, tham mân truy nào? Tham mân truy trang cửa. Mình truy trang cưa đúng không? Rồi ok, hẳn hạ tốt nhá. Quỳnh Hương nào, Fanny ý ra dịch cho cô cái đoạn này ra nào, Quỳnh Hương. Xin then, xin chi then của dịch Quỳnh Sang Phan của trai che siêu sĩ của sang ủ tí tẻn chỉ tráng đán hâu cấy của tợ phấn yêu tả tên hoa của chỉnh tha y chỉ phi chư của cua cua triệu trung ủ sứ tẻn
của mân chai san san thăng quán à, chen men phan tem nhé, đây là phan tem à, phan tem chen men của mân của mân tẻn lơ y phân của cua y phén y phán nhé, còn lại là y phán à, y phán khảo dâu sứ sứ tính kính cứ tính khí tiểu bia đấy giữa giữa làng tính tính cúng miếu tính miếu chơ cơ phan phan quản chơ cơ phan quản chơ cơ phan quản tợ trai hấn hảo chư để bú để bú thai quay ý cung sư ý cung ta sứ ủ quan của cái phú chén tiểu sứ quan là tha chạp tha cháo của tha cháo của mân ủ quan chư phan hao của mân y chỉ truy trang cưa chim then của bản chế hẳn khai xin à chim then của chế hẳn khai xin đúng không thương nào bác của phan y nhá phan y phan y là gì nhỉ dịch ạ phan y dịch chưa rồi nào. Hôm nay là chủ nhật, tôi không đi làm, tôi nghỉ ngơi ở nhà. Tôi dậy lúc 9 giờ sáng, sau đó gọi điện cho bạn tôi. Tôi mời anh ấy cùng đi ăn lẩu, uống rượu. 12 giờ trưa thì chúng tôi gặp nhau ở nhà hàng San San. Con đang học. Chúng tôi đã đặt một suất lẩu, một đĩa thịt quay, 10 chai bia và 2 lon bò húc. Okay. Đồ ăn của quán ăn này thì rất là ngon, cũng không đắt lắm, tổng cộng là 850.000. Tôi đưa cho nhân viên phục vụ 900.000, cô ấy trả lại chúng tôi 50.000. Sau khi ăn thì chúng tôi cùng nhau đi hát. Hôm nay tôi cảm thấy rất vui. Đấy chưa, hiểu cái bài này chưa nhá? Rồi, ok đấy. Thì đấy là nội dung của cái bài số 2 đúng không? Nhá, về nhà nhớ đọc lại phần bài khóa nhá. Bên dưới nào, bên dưới thì đây cô giới thiệu cho các bạn một số các cái gọi là cách chế biến, một số các từ vựng bổ sung thêm về cách chế biến và một số các cái loại gọi là gia vị, gia vị khi mà chúng ta chế biến thức ăn. Đó, thì cái này sẽ hỗ trợ cho những bạn nào mà làm ở trong các quán ăn và nhà hàng nhá, chúng ta cũng phải sử dụng các cái từ này khá là nhiều đúng không? Đấy nhá, thì cái này bạn nào cần thì chúng ta sẽ học thêm bổ sung thôi đúng không? Còn ở đây là giới thiệu cho các bạn. Đấy. Rồi, nghe cô đọc một lần nhá. Ti nào chúng ta có món đó là tháng chu úy, cái món này thì vừa gặp trong phần bài khóa rồi đúng không? Tháng chu úy chủ tuân cha la thiến xoan xiến chín tạm quả chứ khoai tử sáo tử la giang yu lu giang dầu trang mã phố đậu phụ chậu đậu phụ thủ đậu sư lãng chai sa la nhiều bái trá chi được chưa nhá. Rồi, ở đây có một số các cái món ăn này là món ăn kiểu Trung Quốc đấy, mã phố đậu phụ, các bạn có biết cái món này không? Gần như là chúng ta đi các quán ăn hoặc là các nhà hàng Trung Quốc thường hay có cái món này, đậu phụ sốt cay, nó nhìn như kiểu một dạng đậu phụ sốt tứ xuyên ấy, nó không rán đậu đâu mà nó kiểu vẫn để đậu non, cái loại đậu non sau đó cho sốt cay cay đúng không, ăn nó cay cay mà nó hình như cũng có vị hơi ngọt một chút ấy. Đấy, cảm giác như vậy. Châu tâu phụ là cái món gì? Đậu phụ thối, nghe bao giờ món này bao giờ chưa? Của chư cua chư cua lơ à? Chế là chẳng chư cua lơ mấy hiểu thục mới hiểu trâu à? Ừ nhờ, thực ra này ý kiến tiền trâu à, thối thôi nhưng mà nó không phải thối theo kiểu dạng mùi vị của phân nhá, không phải là thối theo kiểu của phân mà nó có một cái mùi nó kiểu nó đặc trưng, nó kiểu nó hắc hắc ấy ạ. Cô cảm giác nó sẽ hơi mùi sắm nhá, chứ nó không phải theo kiểu dạng là thối của phân nhá các bạn nhá. Đấy, người ta đặt tên này thôi, cũng giống như là chúng ta ăn được mắm tôm của Việt Nam ấy hoặc là mắm tép đúng không? Đấy thì các bạn cảm thấy làm sao, nó rất là thơm nhưng mà cái ý là cái mùi của nó thì nó sẽ rất là nồng và nó sẽ rất là đặc trưng. Thì nếu như người ngoài mà không ăn được thì người ta cảm thấy làm sao, hẩn trâu, tức là hẩn rất là thối. Nhưng mà nếu mà ăn được thì lại cảm thấy làm sao, hẩn xeang đúng không, rất là thơm. Hẩn hảo chứ, giống như là cái gì liếu lén cũng thế, sầu riêng nhỏ, sầu riêng có thấy làm sao
hẩn xeo đúng không, rất là thơm, nhưng mà không hiểu sao mọi người cứ bảo thối, cứ trả lại câu sao lại cứ gọi là thối nhỏ đúng không, nó đâu có phải giống mùi của phân đâu mà bảo nó thối, tức là nó chỉ có một cái vị gì đấy nó rất là đặc biệt thôi nhá. Đấy, thế thì cái trâu tôm hùm nó cũng kiểu như vậy, thế là nó mùi nó kiểu nó hơi hắc hắc, nó hơi hắc một chút đúng không, chứ nó không phải kiểu như dạng thối của phân nhá. Đang sư ủa chưa cua hẩn tuốt sư là đang sư chế độ phú thai học sư. Lần đầu tiên ăn thì thấy còn ngon ngon, nhưng mà ăn những lần sau thì không thấy ngon. Trước ở Trung Quốc thì ăn ở cái quán đấy thì thấy còn ngon, sau có một lần tôi đi Đài Loan nhá, ui ăn ở Đài Loan thì không thể nuốt được, sợ kinh khủng. Từ lần đấy thì không bao giờ ăn nữa. Đấy, đến chưa? Hay là thủ tâu sư là cái món gì ạ? Thủ tâu mà tách ra nó là món khoai tây đấy, khoai tây. Đó, khoai tây ở đây dịch là khoai tây xào, nhưng mà sư này đứng nghĩa gốc của nó như kiểu các cái sợi ạ. Khoai tây của Trung Quốc nó xào nó có một cái đặc điểm đó là nó sẽ hay thái sợi nhé. Khoai tây của Trung Quốc có thể nó sẽ hay để kiểu dạng thái sợi, và nó xào nó kiểu xào nó ăn nó cứ sượng sượng sực sực đấy, chứ nó lại không kiểu bở như của mình đâu. Đấy, và xào nó sẽ cho hình như cả một chút giấm hay muối gì đấy, ăn nó sẽ hơi có vị chua chua một chút nhá. Giấm với lại ớt các thứ đấy, ăn nó chua chua cay cay đúng không? Đấy, thì mà ăn nó kiểu sực sực chứ nó không kiểu xào bở tung như mình cái khoai tây lên đâu. Đấy, thì đấy là món thủ tâu sư. Hoặc là lém chai, lém chai đây là gì ạ? Một dạng gọi là kiểu nộm thôi, nộm nói chung là dưa chuột hay cà chua gì gì đó, xong đó là mình kiểu như là chỉ trộn một ít đường với lại muối với các thứ đấy để làm, thì mình có thể gọi đấy là món lém chai cũng được nhá. Hoặc là salad, salad là salad. Đấy, nhiều thái thì là món gì? Bít tết nhá. Chá chi thì là món gà rán, gà rán. Đấy, thế còn bên trên thì là một số các cái loại kiểu như là vị đúng không? Vị thức cay ngọt các thứ chưa? Đấy. Ở bên dưới là một số các cái gia vị, gia vị nhá. Thì bạn chỉ khoan chưa la, chưa kén, chưa xoan hay chưa xén đâu. Các bạn thích ăn vị gì? Chưa nả cơ quay tao. Các bạn thích ăn cái vị như thế nào? Thương, mấy chỉ khoan chưa nả cơ quay tao. Thích ăn vị gì? Dạ. Câu hỏi lại kìa. Chỉ khoan chưa la, chỉ khoan chưa kén, hay chưa chỉ khoan chưa xoan, hay chưa xén đâu? Ờ, chỉ khoan chưa thiến, chỉ ăn chưa thiến tợ đúng không? Chỉ ăn chưa tung chi. Đan sư làm sao ạ? Chưa thiến tợ tung chi hẳn giống y phang, hẳn giống y phang là cái gì? Phang. Béo ạ. Béo. Ăn đường ngọt béo lắm nhá, dễ béo lắm nhá. Ủa chỉ ăn chưa xoan tợ, có thích ăn chua hơn, có thích ăn chua hơn đúng không? Đấy. Nấng chưa la mà, thì vẫn nấng chưa la mà, thì nhà Thu Hương, mình nấng chưa la mà, có ăn được cay không? Có, có gì ạ? Y tiện, y tiện tiện. À, đúng không? Ừ, có thể chưa ít tiền la, ít tiền la chứ có thể chưa đúng không? Thay la là chưa bù lẹo rồi, nhá. Đấy nhá, thì đấy là một số các cái vị của nó, đúng không? Đấy, thì thôi nhá, cái này thì chúng ta tham khảo thôi, đúng không? Và đây có hai cái món đây này, đó là ví lu, ví lu là nước mắm. Chứ hiểu duyên ăn vẫn chưa ví lu thôi nhá, người Việt Nam mới ăn nước mắm thôi, Trung Quốc đến thăm ăn mấy hiểu ví lu, ở Trung Quốc thì không, người Trung Quốc người ta không ăn nước mắm đâu. Thăm ăn chán hán chưa sớm không? Chưa nào cơ? Xì dầu. Đấy, xì dầu mới là món chính nhá, gọi là cái gia vị chính để chấm thức ăn. Còn Việt Nam mình hay chấm mắm đúng không? Người Việt Nam mình thì rất ít chấm xì dầu, cũng có người chấm nhưng mà hiếm, ít lắm. Đa phần là không thể thiếu mắm được, không thể thiếu mắm được. Đấy, ở Trung Quốc thì hay ăn xì dầu nhiều. Rồi nào, đọc lại cho cô một lần nhá, đọc lại cho cô một lần xem đã biết cách đọc chưa này. Xem nào, Đức nào. Tháng cư dú. Tháng chu ý. Tháng. Ôi nãy em vừa đi vệ sinh em không nghe, muốn gọi bọn khác đi. Học rồi. Trời ơi chết mất học sinh của tôi, ngó em nhìn một lúc lâu lắm em mới đi. Vậy nào, thì nghe bạn khác đọc vậy nào. Xin mời gì nhỉ? Ai đây? Hoàng Ánh Tuyết nào. Tháng chu quý chủ tuần a la tán xoan chén chinh tan của chư khoai sáo chư lai chiang la chiang quý lụ chiang dấu can má búa tâu phụ châu phụ thủ tâu sư thủ tâu sư chai sa la nếu tái cá chứ cá chi á, cá chi. Rồi bạn khác nào, anh Duy Ngọc, Ngọc nói lại nữa xem nào. Tháng chu quý chu củ tuân chủ tuân cha la thén xoan chén trinh trinh tan trinh tan trinh tan của sư thai sự
sáo trự, la trang, rí lù, trang yếu, chan, má phúa, tâu chua phụ, tâu phụ, chua tâu phụ, thâu, châu, thâu tu phụ, thủ tâu gì nhỉ? Thủ tâu sư, láng trai, sa la, liếu phái, chi, trá chi. Rồi, ok nhá. Nhung nào, lại một lần nữa đi. Tháng chu ý, chủ tuân. Tuân nhá. Tuân. Tuân. Em có nhầm chữ đồng. Tuân, cha, la, chén, xoan, chén, trinh đan, của trư, khoai trư, sáo trư, la trang, yu, yu lu, giang yếu, chan, má phúa tâu phu, châu tâu phu, thủ tâu sư, láng chai, sa la, liếu phái, trá chi. Ok, đó nhá. Đó nhá, tạm thời hôm nay dừng việc ăn uống ở đây đúng không? Đấy, về nhà ôn lại đi nhá. Tiếp theo nào, hôm nay chúng ta chuyển sang chủ đề số 4 ạ. Tì sư khơ, yến hắng sổ suy. Nên sẽ chúng ta sẽ học một số các cái thủ tục liên quan đến ngân hàng, thì cái này nó sẽ hơi chuyên ngành một chút rồi nhá, hơi chuyên ngành một chút, nhưng mà đi làm, đặc biệt những bạn nào mà làm bên văn phòng văn viết, nói chung là cũng không cứ thì phải văn phòng, tóm lại là có thể đều có thể áp dụng được hết nhá. Thủ tục ngân hàng từ in hàng sổ suy. Tự ghi chủ đề vào cho cô nhá. Rồi, xem thiên lão sư túi đen sâm xứ. Nghe cô đọc một lần từ mới này. Yến hàng, sổ suy, ban, ban, khoan, khoan, chủy, chủy, tuy khoan lưu, tuy khoan lưu, mẩy yuán, rấn mín bi, rấn mín bi, yuê tuân nhá, tuân nhá, cái thằng này đọc là tuân nhá, nhiều bạn cứ đọc là tuân, không phải đâu nhá. Yuê tuân, yuê tuân, hoặc là yuê nắn tuân đấy, cũng được. Tai, tai, câu, câu, sủ, sủ, sân phân chân, khu trao, khu trao, chen miếng, chen miếng, khai trao khu, khai trao khu, trang hao, trang hao, yến hàng thả, mi mã, mi mã, su ru, bang, bang mắng, xiên chín, xiên chín, xoa khả, xoa khả, chuẩn trang, chuẩn trang, được chưa? Đấy, rất là nhiều từ mà cập nhật thời bây giờ chúng ta hay dùng đúng không? Chuyển khoản rồi quẹt thẻ các thứ, tiền mặt các thứ nhá. Đấy, các từ này chúng ta có thể là sử dụng rất nhiều. Rồi, một bạn đọc cho cô một lần xem nào. Xuân nào, Thuận. In háng, sầu suy, ban, khoan, chủy. Tôi khoan lui. Tôi khoan lui, mẩy duyến, dấn miếng bi, duy tuân, tai, câu, sủ, sân phân trương, u trao, chen mính, khai trang khu, trang khao, yến kháng cả, mi mả, su ru, bang, bang máng, xếp, sen chin, xoa cả, chuẩn trang. Rồi, ok, thế là thống chế nào, bạn khác ạ, gì nhỉ, Ngọc Anh nào, xem túi đen. Yến hàng, sổ suy, ban, khoan, chủy, tuy khoan lui, tuy khoan nhé, tuy khoan, tuy khoan lui, mẩy yuán, rấn mín bi, yuê nuán, yuê tuân, tuân, tai, câu, sủ, sân phân trân, khu trao, chiên miếng, khai trang khu, trang khao, trang khao, yến hàng khả, mi mã, su ru, bang, bang máng, xiên chín, xoa khả,
chuẩn trang. Chuẩn trang đúng không? À, chúng nào Quỳnh, trên đuôi em. Yến hàng, sầu su, ban, sầu su, ban, khoan, chỉ, tuy khoan lụy, lụy, mỹ, mỹ yến, nhân dân tệ, yue tuần, tài, câu, sủy, sủ, sủ, thân phân chân, khu chào, chén mính, chén mính, khai trang khu, trang khẩu, ngân hàng khả, mi mã, su ru, băng, băng máng, xem chín, xua khả, chuẩn trang, xua khả, xoa khả, xoa khả, chuẩn trang. Trang thấy chưa, rồi bạn nữa nào, đó bạn cho cô nào, cái Tuyết kia đâu, Nguyễn Tuyết nhá. Ừ, Nguyễn Tuyết nào, nói thêm một lần. Yến hàng, sầu su, sầu suy, ban, hoan, chủy, tây hoan lụy, tây hoan lụy, mỹ yến, dân miến bi, dê tuân, tai, câu, sủ, sân chân, là sân phân chân, sân phân chân, phu trả, phu trao, phu trao, quan mính, chen mính, khai trang hu, trang hạ, trang hao, yến hàng khả, mi mã, su ru, băng, băng máng, sen chin, xoa khả, trang trang, chuẩn trang, chuẩn trang. Ok, chưa? Nào, bây giờ tôi đi lần lượt và từng từ nhé. Rồi, yến kháng sổ suy, đúng không? Thủ tục ngân hàng, yến kháng của mình xuyên qua lơ nhá. Yến kháng chứ cái chữ của mình chính xuyên qua lơ, chứ không xua lơ, đúng không? Đấy. Ngân hàng, cái từ ngân hàng này chúng ta đã học rồi nhá, thì cô không nói lại nữa này. Ti nào, chúng ta có từ gì đấy ạ? Sổ suy, học luôn cái từ này đó là sổ suy luôn ạ. Mính xứ nhá, danh từ, thủ tục gì đó, đọc là sổ suy nhá. Không được đọc su đúng không? Lần trước mình học trong cái bài phiên âm là gì? Sau di quy x mà là u thì phải biến hết về gì? Biến hết về uy, nhớ chưa? Đấy, như vậy đọc là sổ suy. Danh từ đấy. Vậy thì thủ tục ngân hàng thì phải ngân hàng trước đúng không? Bởi vì thủ tục mới là chính mà, ngân hàng chỉ là bổ sung ý nghĩa cho từ thủ tục thôi. Đã nên là phải đưa ngân hàng về trước nhá. Phải nói là yến kháng sổ suy, yến kháng sổ suy. Vậy thì động từ mà đi làm các cái thủ tục gì đấy đúng không? Thì nó hay sử dụng động từ gì ạ? Đây, nó sẽ hay sử dụng từ pan nhá. Đấy, từ pan. Trong tiếng Trung ấy có rất nhiều từ mang nghĩa là làm nhé, có rất nhiều từ mà dịch là làm, dịch là làm. Ví dụ như ngày trước học ở sơ cấp 1 thì chúng ta học từ chua đúng không, chua cũng dịch là làm, nhưng mà thường cái đấy thì hay mang tính chất là làm một cái công việc gì đấy cụ thể nhé, thì mình hay dùng là chua đúng không. Đấy, thế còn pan này mang tính chất là gì ạ? Thứ nhất là làm một cái thủ tục, làm một cái thủ tục gì đấy mà theo kiểu dạng là chúng ta phải liên quan đến giấy tờ này, liên quan đến pháp lý này. Đấy, thì người ta sẽ hay sử dụng cái từ pan này nhiều nhá. Ví dụ như làm chứng minh thư đúng không, hay là làm hộ chiếu đấy, rồi làm các thủ tục hành chính, tất cả những cái gì mà mang tính chất là phải kiểu có giấy tờ này, mang tính chất pháp lý, pháp lý, thì chúng ta sẽ hay sử dụng từ pan này đấy. Pan nhá, pan trong từ pan công sư đấy, pan công sư đấy, pan. Rồi, vậy ví dụ bây giờ cô có câu này, đọc cho cô câu này xem nào. Kiên, Kiên không có đấy à? Tùng. Chỉnh chin đến giao ban sần mơ sổ suy. Cái từ này có phải chỉnh chin không? Chỉnh quân. 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 Đây là cái câu đầu tiên khi mà chẳng có thể là một cái người nước ngoài nào đấy vào trong ngân hàng đúng không? Thì cô nhân viên ngân hàng có thể là sẽ hỏi câu này. Vậy câu này sẽ dịch như thế nào nhỉ?
Xin hỏi bạn muốn làm thủ tục gì? Ừ, tuổi đúng rồi, xin hỏi là anh hoặc chị đúng không? Hoặc bạn cũng được. À, đấy, ở đây mình thường là mình sẽ xưng hô là anh chị. Xin hỏi là anh chị muốn làm thủ tục gì? Được chưa? Đấy, thì mình sẽ sử dụng từ này nhá. Xin quân, nín yao ban shema shou xu? À, nín yao ban shema shou xu? Vậy nhớ nhá, hành động, động từ, giải làm hay là giải quyết một thủ tục giấy tờ gì đấy về mặt pháp lý. Mình hay sử dụng từ ban này cho cô. Thực ra các bạn dùng chua văn nói thì người ta cũng hiểu thôi, nhưng mà sử dụng chính xác hơn hoặc là người Trung Quốc người ta không dùng thế mấy, nó sẽ hay dùng từ pan này. Pan. Ngoài ra này, pan còn theo tính chất là gì nữa ạ? À, để gọi là giải quyết một cái vấn đề gì đấy đúng không nhá? Pan còn mang tính chất là gì ạ? Giải quyết vấn đề nữa, giải quyết vấn đề nữa. Ví dụ như cô của cô số 2, à đọc cho cô số 2 xem nào. Ờ sấy nào. Chiêu sang nào Thu Hương. Ờ của mấy dậu chén. Chẩn mơ dạ ban. Ờ, chẩn mơ ban đúng không? Ủa mấy hiểu chén chẩn mơ ban. Tức là sao? Chúng ta đang gặp một cái vấn đề, đang gặp một cái khó khăn gì đấy, và bây giờ chúng ta đang cần phải là gì ạ? Tìm ra một cái hướng giải quyết đúng không? Hay mà có một cái phương pháp gì đấy để giải quyết vấn đề này. Thì lúc này chúng ta sẽ hay dùng cái từ chẩn mơ ban hơn. Thế còn chẩn mơ chua thì thường mang nghĩa như thế nào? Chẩn mơ chua thì sẽ hiểu là hỏi để làm gì? Chẩm mơ chua cũng dịch là làm thế nào đúng không? Và chẩm mơ ban cũng dịch là làm thế nào? Thế thì hai cái từ này tức là nó khác nhau như thế nào? Có sự khác nhau gì không? Thương thử giải thích cho cô xem nào. Thương có hiểu hai cái từ này khác nhau như thế nào không? Em chưa hiểu lắm cô ạ. Thường ấy, chẩm mơ pan thì là mang tính chất là gì? Chúng ta đang gặp một vấn đề gì đó, hay là có một cái tình trạng gì đấy, một cái lỗi gì đấy, hay một cái vấn đề gì đấy nó đang xảy ra, và chúng ta làm sao nhỉ? Cần phải gọi là tìm ra hướng giải quyết, thì chúng ta sẽ hay dùng từ chẩm mơ pan. Thế còn chua là mang tính chất là gì ạ? Có thể không phải là một vấn đề nhá, cũng không phải là một cái tình trạng gì đấy nó xấu xa cả. Ví dụ chẳng hạn như là các bạn mới đến công ty nhá, các bạn mới đến công ty đúng không? Sau đó là chẳng hạn như là sếp bảo là phải chẳng hạn là in cái này, nhưng mà các bạn không biết in, hay là ví dụ các bác các bạn sử dụng cái máy này nhưng các bạn không biết làm, hay là bắt các bạn làm một cái việc gì đấy nhưng các bạn không biết làm cái việc đấy, thì bây giờ các bạn có thể hiểu như kiểu rằng là gì, hỏi cái cách làm ấy, thì lúc đấy chúng ta có thể dùng là chẩm mơ chua được nhá. Chẩm mơ chua được. Hoặc ví dụ như là nấu món ăn này đúng không, các bạn không biết là phải nấu món ăn này như thế nào đấy, thì tức là mình đang hỏi về cái cách làm, về phương pháp làm. Còn cái pan là theo kiểu dạng là gì, hỏi về hướng giải quyết vấn đề. Có hình dung ở chỗ này chưa? Đấy, thì mình sẽ sử dụng hai cái từ này nó khác nhau một chút nhá. Một cái là hỏi về phương pháp làm, còn một cái sẽ hỏi về gì ạ? Hỏi về hướng giải quyết vấn đề, hiểu không? Thì nói về phương pháp làm là chúng ta sẽ hay dùng từ chẩm mơ chua. Thế còn nói về hướng giải quyết một vấn đề gì đấy đúng không? Thì mình sẽ hay dùng từ chẩm mơ pan, được chưa? Đấy nhá. Thì đấy là cái sự khác biệt một chút, bởi vì nó cùng dịch một nghĩa. Nên nếu mà chúng ta không hiểu bản chất nghĩa của từ ấy thì chúng ta sẽ cảm thấy là chẳng biết lúc nào dùng cái từ này, đúng không? Đấy, nên là khi học từ chúng ta đừng học nghĩa mà phải hiểu cách sử dụng của nó trong ngữ cảnh nào, thì khi sử dụng cho nên sử dụng nó sẽ chính xác hơn nhá, chính xác hơn. Đấy, được chưa? Vậy ví dụ đây là gì? Tôi hết tiền rồi đúng không? Hết tiền, tức là đang gặp tình trạng gì đấy, đang gặp một cái vấn đề gì đấy, đúng chưa? Vậy bây giờ là gì? Mình đang cần phải tìm ra cái hướng giải quyết làm thế nào để bây giờ có tiền. Đấy, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ nên dùng cái từ chẩm mơ pan nhiều hơn, đúng không? Đấy nhá. Rồi, đọc lại cho cô hai câu này một lần nhá. A Tứ nào, Đức. Vâng. Chỉnh quân nhìn giao ban sửng mơ sổ suy của mấy dậu chén chẩn mơ ban ngon. Rồi bạn khác nào thì nhẹ Ngọc. Chỉnh quân nhìn giao ban sửng mơ sổ su sổ suy từ nãy giờ tỷ lần cái từ này vẫn cứ sổ suy là sao, sổ suy nhá. Sầu suy của mấy dầu chén trần mơ ban. Đấy chưa. Giờ đến nào còn đọc từ này sầu su nó chắc phải phạt tiền mất. Nga nào, nói nữa cô. Chỉnh quân ní miao ban sầm mơ sầu suy của mấy dầu chén trần mơ ban. Rồi ok. Đấy, nhá. Đọc cho cô số 3 xem nào. Cô số 3 Cúc. Câu số 3, đọc và dịch nghĩa cho thế nào. Quang chính nỉ chu chi ban chi lơ sư lơ. Quang chính nỉ chu chi ban sư lơ. Quang chính nỉ là cái thể loại gì đấy? Đọc lại xem nào, đúng thanh điệu và thế nào. Quang chính nỉ. Được chưa nhá. Thế đọc quang chính nỉ là cái gì? Quang chính nỉ. Quang chính nỉ. Chu chi ban sư lơ. Tha bú chai. Chu chi là什么意思 nhỉ? Chu chi là gì?
Ở ra ngoài ạ. Ừ đúng rồi, truy có nghĩa là đi, thế còn chu truy thì mình hay mang nghĩa là đi ra ngoài nhá. À, chu truy, chu thanh một nhá. Đấy. Chu truy, nhỉ chu truy, nhỉ cái của chu truy, mày cút ra ngoài cho tao đấy, đúng không? À, cái của chu truy. Đấy, hay là đi ra ngoài cho tao, ví dụ như vậy. Đấy, thì mình có từ chu truy là đi ra ngoài. Ban sư, à đây có cái cụm này này, à ban sư này. Vậy ban sư mình hay dịch là cái gì? Sư mà đứng một mình là danh từ việc, à việc hoặc là sự việc. Thế ban sư ở đây thì hiểu là gì? Có việc gì ạ? Đi ở đi giải quyết một cái việc gì đó đúng không? À nhá, ban sư nghĩa gốc có nghĩa là chu chi, ban sư có nghĩa là đi ra ngoài để giải quyết một vấn đề gì đấy. Thì người Việt mình hay dùng là gì? Đi ra ngoài có việc. À, tiếng Việt mình rất hay dùng cái câu là anh ấy ra ngoài có việc rồi đúng không? À, anh ấy ra ngoài có việc rồi đấy. Thì người Trung Quốc người ta có thể là gì sẽ hay dùng cái cụm này nhá. À, tha chu chi ban sư là à tha chu chi ban sư là anh ấy ra ngoài có việc rồi. Nhưng nghĩa gốc ở đây mình hiểu là gì? Tức là đi ra ngoài để giải quyết một cái vấn đề gì đấy, hiểu chưa? Đấy, vậy mình sẽ đọc câu này nhá. Quán chi nghỉ chu chi ban sư là tha phú giải. Giám đốc Vương làm sao nhỉ? Đi ra ngoài có việc rồi anh ấy mà không ở đây. Đấy. Không ở đây. Đấy nhá, thì đấy là các cái trường hợp sử dụng của cái từ pan đúng không? Cô cho luôn vào đây nhá. Pan. Làm một thủ tục gì đấy này. Cái thứ hai là theo kiểu dạng là giải quyết một vấn đề, giải quyết một tình trạng đúng không? Đưa ra cái phương hướng giải quyết vấn đề, giải quyết tình trạng này. Đấy. Và cái thứ ba nó sẽ đi về các cái cụm như là pan sư mang tính chất là đi để giải quyết một việc gì đấy hay là có việc gì đấy đúng không? Rồi, tiếp theo chúng ta có động từ khoản à, nhá. Bây giờ sẽ đi học một số các cái thủ tục trong ngân hàng này. Thủ tục đầu tiên đó là khoản. Khoản là cái tung chứ nhá, tung chứ. Đổi cái gì đấy. Có cần hướng dẫn viết từ này không? Từ này viết được không? Từ này hiểu dễ đúng không? Rồi, tôi cứ hướng dẫn một lần nhá, hướng dẫn một lần nó chắc này. Đấy. Số móc lên, sau đó này. Chưa. Đấy, cứ lần lượt từ trên đến dưới thôi đúng không? Từ phải qua trái, thấy chưa? Đó, nhá, bây giờ là sơ cấp 2 rồi. Đó, những cái này bây giờ rất là đơn giản. Khoan, động từ này, đổi. Cái từ này có thể dịch là thay cũng được nhá. Đổi hoặc là thay. Ví dụ chúng ta có khoan gì? Mình có một số các cụm từ như là khoan chén, đúng không? Ừ, khoan chén sẽ dịch là đổi tiền, đúng chưa? À, đổi tiền. Đấy, khoan chén. Nào, tôi muốn đi ngân hàng đổi tiền chẳng có sure. Hiền nào, Hiền nói cho cô câu này xem nào. Tôi muốn đi ngân hàng đổi tiền. Ủa eo in hàng hoàn chén. Ủa eo truy đúng không? Ủa eo truy in hàng hoàn chén, đúng chưa? Ừ, ủa eo truy in hàng hoàn chén. Thế ví dụ hỏi là anh muốn đổi tiền gì nào? Nga, anh muốn đổi tiền gì hay chị muốn đổi tiền gì? Nị nhau khoan chén sở mơ. Rồi có nói chén sở mơ không? Chén là danh từ mà. Thì cái sở mơ chén. Đúng rồi nhá. Nị nhau khoan sở mơ chén. Được chưa? Vậy, nị nhau khoan sở mơ chén. Đúng không? Đấy. Nói từ khoan chén. Hoặc là gì? Có thể kết cấu là khoan cung chua khởi ý mà. À, khoan cung chua là gì nhỉ? Đổi công việc, đúng không? Ừ. Khoan cung chua. Nào, công việc hiện tại của tôi rất là mệt nên là tôi muốn đổi công việc đúng không? Ừ, Thu Hương, công việc hiện tại của tôi rất là mệt nên là tôi muốn đổi việc, sẽ nói như nào? Xin trai của tớ công chua hẳn đây, số ỷ của giao hoan công chua. Đấy, chưa? Đấy nhá. À, A Xuân Thuận, nghỉ giao với giao hoan công chua. À, nghỉ giao với giao hoan công chua. Thuận có đang muốn đổi việc không? Well, khoan cung chua. Ờ, giao khoang cung chua đúng không? Ừ, giao khoang cung chua. A Song Tông, nghỉ giao với giao khoang cung chua. bật mic Tùng ơi. Đẹp đây. Ừ. Một quý giao. Quý giao đúng không? Nhá, rồi ok. Đấy, thì chúng ta có từ khoang cung chua. Hoặc là gì ạ? Khoang cung sư đúng không ạ? À, khoang cung sư thì là gì? Đổi công ty. Đấy, như vậy chúng ta ghép từ vào nhá. Nó rất là ghép, có thể ghép với rất nhiều các danh từ khác. Nào, bây giờ cô sẽ hỏi xem là nỉ giao khoan sở mơ, đúng không? Nỉ giao khoan sở mơ. Thử tự lấy một cái tân ngữ khác thay lắp vào đằng sau cái từ khoan xem nào. Nỉ giao khoan sở mơ, bạn muốn đổi cái gì? Kiên, nỉ giao khoan sở mơ. Bởi giao khoan y phục. Giao khoan y phục, đổi hoặc thay quần áo đúng không? Rồi, tiếp nào gì nhỉ? Hoàng Anh Tuyết, nỉ giao khoan sở mơ. Của giao khoan xía. À, giao khoan xía, đúng rồi, giao khoan xía đúng không? Ừ, nhá, muốn thay giày hoặc muốn đổi giày đúng không? Tiếp nào.
bạn khác xem nào. A Liễu, giờ hỏi đi, mì dao với dao khoan lão cung vậy. Ồ, dao với dao khoan lão cung. A Liễu, ủa bố dao, bố dao khoan lão cung. Bố dao khoan lão cung. Là mì dao khoan sầm không? Dao khoan sầm không? Đổi ai bây giờ, đổi gì? Quả, quả xem trai xem dao khoan. Dao với dao khoan lão sư. À, bố giao, bố giao. Bố giao hay là dư à? Bố giao hoàn sống. Bố giao sẵn hoàn sống rồi. Không biết đổi gì luôn. Ủa? Không biết đổi gì. Xem trai đúng không? Xem trai ủa? Ủa, bố giao. Xem trai. Bố giao sẵn hoàn. Bố giao hoàn sống rồi đúng không? Chưa muốn, chưa có dự định đổi cái gì cả. Mấy hiểu tả sẵn hoàn sống rồi đúng không? Chưa có dự định đổi cái gì hết. Nào, A Tứa, giao với giao hoàn lán thương yêu. A Tứa. Câu hỏi thế ạ? Dầu dao khoan lắm bao nhiêu? Của bu khoan. À, bu khoan đúng không? Ừ, cái chén thì của cái nỉ chén thì vậy bu khoan mà. Tao tiền không đủ. Cái nỉ chén nỉ khoan à? Nỉ khoan à? Thế phải hỏi cô là ví dụ cô cho 2 tỷ thôi đổi đi được chưa, ở góc nhá. Hỏi khó đấy ạ. Hỏi khó. Trời ơi, giờ yêu thì sống chết em không đổi đâu đúng không? Cô lấy về đi rồi biết. Rồi trêu thôi nhá, khai bán xeo. Nào đứa khác xem nào. Ai nhỉ? Quỳnh, nhỉ ông Phan Sầm à? Quỳnh, ông Phan Sầm. Em á. Của dao khoan sổ chi. À đúng rồi, nhỏ nhiều cái để nói mà đúng không? Khoan sổ chi, rồi, rồi. Của tờ sổ chi làm sao? Thay chiêu lỏ, đúng không? Cái điện thoại của em cũ quá rồi, của em khoan sổ chi, đúng không? Ừ, điện thoại, rồi, đấy nhá. Hiểu từ này chưa? Như vậy chúng ta có từ khoan. Tiếp theo nào, chúng ta có động từ chủy, chủy nhá. Đấy, vậy thủ tục đầu tiên là rút tiền, à đổi tiền rồi đúng không? Đấy. Thứ hai chúng ta có động từ chủy ạ. Chủy mình có thể chỉ là rút, à, rút. Trong trường này mang nghĩa là rút tiền nhá. À, chủy chén, ví dụ nó có từ chủy chén đây này, rút tiền. Nào, tôi hết tiền rồi, tôi muốn đi rút tiền thì con này sẽ nói như nào nhỉ? Ngọc Anh thử nói cho cô xem nào. Tôi hết tiền rồi, tôi muốn đi rút tiền. Ủa, cô nhà em hơi ồn để ông khác trả lời nhá. Ok, thế bạn khác vậy nào. Ai đây? Nhung, tôi em hết tiền em phải đi rút tiền. Có ai biết có xẻng hết tiền không? Chị đây. Ô, cô em nói hay là chị nói? Em nói đi, em nói đi. Ủa mấy chén là? Ừ đúng rồi. Ủa cái đấy là em hết tiền rồi nói. Ừ đúng rồi. Em hết tiền rồi, cái kết cấu mà hết cái gì đấy rồi nhá, chúng ta chính là hay nói mấy sầm mơ lơ nhá. Đấy, mấy sầm mơ lơ. Ủa giao truy trủy chén. À đúng rồi nhá. Ừ, ủa mấy chén lơ hay ủa mấy ổ chén lơ đúng không? Ủa giao truy trủy chén đúng không? Đấy, đi rút tiền. Đấy, lão sư đúng không? Ủa mấy ổ chén lơ, ủa giao truy trủy chén. Đấy. Vậy chúng ta có từ trủy chén nhá, rút tiền. Vậy thì ví dụ như là công nhân viên ngân hàng sẽ hỏi là gì? À, thưa anh muốn đổi hay là à, anh muốn rút bao nhiêu tiền đúng không? À, chẳng hạn như là rút nhiều chúng ta phải vào quầy. À, vậy thì vào quầy thì cô ngân hàng sẽ, à, cô nhân viên sẽ phải hỏi như này. Vậy thưa anh muốn rút bao nhiêu tiền? Cái từ thưa anh dùng từ gì? Ai biết? Chỉnh quân cũng được. Ừ, chỉnh quân cũng được. Đúng rồi, mình có thể biến về chỉnh quân xin hỏi cũng được. À, sao nữa? Dùng từ gì để xưng hô với đàn ông thực sự nhỉ? Đúng rồi. Người Trung Quốc khi mà xưng hô với đối phương mà kiểu dạng đàn ông ấy, đúng không? Mister gì gì đấy đấy, người ta sẽ hay dùng từ xiên sơn, đúng không? Vậy sẽ có nói là xiên sơn nín giao chủy tua sỏ chén, đúng không? Ừ, thưa anh muốn đổi bao nhiêu tiền, đúng không chưa? Nhá. Chứ đừng dịch xiên sơn là tiên sinh nhá. Kiếp sao mà cô dị ứng với cái kiểu dịch thế không biết được nhá. Xiên sơn. Tiên sinh chỉ dùng trong ngữ cảnh nào thôi. Cổ trang thôi đúng không? Cổ trang. Ví dụ thằng Thuận bây giờ đi ra ngoài có ai gọi là Thuận tiên sinh bây giờ không? Không đúng không? Nhưng mà chúng nó vẫn dịch được thành tiên sinh ấy không? Đấy. Nhưng dịch được chúng ta phải đặt mình vào ngữ cảnh đúng không? Mình đang sống ở thời nào đúng không? Và hiện tại bây giờ người ta sử dụng ngôn ngữ kiểu như thế nào? Đấy, để mình dịch làm sao cho nó phù hợp nhá. Chứ đừng bị kiểu như là bị từ kiểu cứ quất bay quất quá, nghe buồn cười lắm. Được chưa? Rồi, đọc lại cho cô tất cả các cụm này một lần nhá. Chúng ta sẽ nghỉ bài hôm nay này, để chúng ta học tiếp. Nào, Thương đọc lại cho cô đi.
chủy chủy chén, của mấy dầu chén lơ, của giao truy chủy chén, xiên sưng, nhìn giao chủy tua sảo chén. À, đúng rồi, đúng chưa? Tiếp nào, thì nhà Cúc, anh chủy, cho dưới bên. Chủy chén, của mấy dầu chén lơ, của giao truy chủy chén, xiên sưng, nhìn giao chủy tua sảo chén. À, rồi, bạn khác lại một lần nữa nào, thì nhà Quỳnh Hương nào, chị Quỳnh Hương nào. Chủy chén, của mấy dầu chén lơ, của giao truy chủy chén, xiên sưng, nhìn giao chủy tua sảo chén. À, rồi, ok, nhá. Hôm nay tạm thời học đến đây đã nhá, buổi sau chúng ta sẽ học tiếp, được chưa ạ? Rồi, chào chị An, chú Phan ba. Lão sư, chào chị An. Ừ, chào chị An. Chào chị An, lão sư. Chào chị An, lão sư. Chào chị An, lão sư.